Okay. Say hello. Nói chung là lại như mọi khi thôi, lại chương trình trà tối chém gió. Không có gì khác so với ngày thường cả. Khác biệt duy nhất hôm nay đầu clip tuyên bố luôn, đầu buổi live tuyên bố luôn là hôm nay ít nhất phải có một thằng nó nhảy vào. Tối thiểu thì nó cũng phải vô tình nó vào lọt thì mới ao cái buổi buổi live hôm nay. Dặn rồi. Hôm qua nói khí thế. À, mình thấy có một một người coi rồi, ok, bây giờ có thể quýt thoải mái rồi. Hôm qua nói khí thế luôn, không thấy một thể loại nào hết, mẹ không tưởng tượng được. Cha con mẹ cái nhà chúng nó, tại sao má vào, ấn like một phát xong đi ra cũng được, cho người ta biết. Ai đời mà gần 900 thằng fan list mà không có một thằng nào nó vô nó coi hết. Hay là nói đơn giản hơn là chúng nó coi cho nó chán luôn rồi. 800 thằng fan list, con số khủng khiếp. Ok thì ok 800 thằng thì bây giờ cho khoảng chừng được 200 thằng online đi. Tại vì fan list này mình toàn là mấy ông seller các kiểu thôi, thế nên online thường khá thường xuyên. Thì thấy Facebook nó hiện thông báo like thì hơi ấn một cái cho người ta vui lòng chẳng hạn. Thế mà cũng không biết, khá là không chịu ấn. Mẹ những thành phần tiếc chia một cái like, không tin được. Cơ nó sao mà thôi chứ thật ra là hôm nay hôm qua có biết một cái status về bên dịch vụ nhập hàng của Sếu Đỏ, nhập hàng Trung Quốc á, thấy bà con vào comment khá nhiều vấn đề. Thế nên hôm nay chỗ này không có là chủ đề về trà tối hôm nay, có thể mình sẽ nói về vấn đề gọi là các dịch vụ nhập hàng Taobao. Taobao là từ từ chung mà mình hay nói đối với dịch vụ ship hàng Trung Quốc thôi, chứ nói chính xác ra là phải là ship hàng Trung Quốc chứ không phải là ship hàng Taobao. Tại vì China nó còn có thêm Tmall này, JD này, Taobao này, 1688 này, đấy đấy là những trang lớn lớn mà ai cũng có thể biết. Nhưng mà có nhiều rất là nhiều trang nhỏ khác, ví dụ như một số trang chuyên bán đồ nhái, chuyên bán đồ hãng, chuyên bán đồ second hand, hay chuyên bán đồ điện tử, đồ linh kiện điện tử, thiết bị văn phòng, hay nói chung là trời ơi, nó thường về hạ cám, cái gì cũng thấy thằng Tàu nó bán rồi, thế nên khỏi bàn luôn. Ok, hôm nay chỉ nói thuần tí về những cái dịch vụ gọi là ship hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thôi, cho những cái anh em có nhu cầu gọi là đặt hàng từ nước ngoài ấy. Thật ra thì đặt hàng từ Mỹ, từ Pháp, từ Nhật, nó cũng gọi là chỉ đặt hàng từ nước ngoài thôi, nó cũng không khác gì gọi là chuyện bạn đặt từ Trung Quốc về cả. Tại vì thật ra thì Trung Quốc thì trừ một số mặt hàng nó gọi là Made in China hoặc là sản phẩm DIY, tức là sản phẩm họ tự làm tự bán, thì không bàn rồi, nó giống như nón lá của Việt Nam vậy đó. Những cái sản phẩm đó là nó đặc thù của nước thì mình không nói, chứ còn lại đa phần thì họ đều bán những sản phẩm của các nước, nó chẳng bà con gì với giống như chất lượng này, giống như chuyện bạn mua một sản phẩm. Ví dụ như là cũng còn à ví dụ mình cái con Logitech mình đang dùng đây, con cái cam Logitech mình đang dùng là chín, tại vì mình quên tên, nó là 930 hay là 920 gì đấy, 935 hay 930 C 930 hay là gì đấy. Thì bạn mua ở Mỹ hay là bạn mua ở Việt Nam hay là bạn mua ở Trung Quốc á, thì về lý thuyết chất lượng nó sẽ tương đương nhau hết cả, tại vì đều là do Logitech họ làm mà, họ phân phối đi các nước thôi. Thế nên chuyện bạn mua ở nước nào thì chất lượng nó cũng tương đương nhiên, nó sẽ có một số mặt hàng đặc thù là một số nước nó tốt, một số nước nó không tốt bằng, nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn phải theo tiêu chuẩn của hãng, tức là ở đây ví dụ, ở đây cụ thể ở đây là Logitech, chất lượng nó phải như thế thì nó mới sống được, chứ đâu phải chuyện đó. Thế nên một số bạn mình nhớ là có một quan điểm là mua hàng Tàu là hàng kém chất lượng. Mình thấy cái quan điểm mình ăn sâu khá khá nhiều vào vào tư duy của thế hệ trước rồi. Bố mẹ mình, ông bà mình là mỗi lần mà nhắc tới hàng Tàu là mẹ sợ xanh mặt chê, thà luôn. Mua đồ điện tử hay đồ gì mà kêu là hàng nước nào, kêu Trung Quốc thì thôi, không à, không ai thèm xài luôn á. Chê ổng treo, kêu là hàng Nhật, may ra thì còn có cửa hàng Nhật hay là hàng Mỹ, hàng Pháp, hàng Canada gì đấy. Thì còn may ra còn ngó một tí, nhưng mà sau khi ngó xong á, nếu mà mình ví dụ như mình mua một không phải của Trung Quốc nha, mà là của Nhật ví dụ vậy,
bao nhiêu tiền, ví dụ mình kêu 10 triệu thì cái máy đó nhìn mình á mắt khinh bỉ, kiểu mày mua sản phẩm, mày mua cái gì mà mắc thế, tao mua ở ngoài mua có những cái 7 triệu ví dụ vậy. Ví dụ của bà nói là mua có 7 triệu cho cái máy mua tới 10 triệu ví dụ vậy, thì đấy chung quy nói chung là bạn mua, tức là mình không biết giải thích như thế nào về cái vấn đề gọi là tư duy của cái cụ trước mình, một 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 gọi là một 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 gọi là gì, một thế hệ, tức là bố mẹ, từ đời bố mẹ, ông bà thì xa lắm rồi, mình không bà rồi, nói bố mẹ cho nó gần, thì không biết tại sao họ họ vẫn không thích hàng Trung Quốc, tại vì cái tiềm thức ăn sâu vào lòng mỗi người nó đều là hàng Trung Quốc là hàng kém chất lượng kém á, nó ăn sâu vào lắm rồi, thế nên bây giờ không ai còn dám, không ai còn có hứng coi nữa. Ok, thì cũng phải pha trà xong rồi đã. Rồi làm gì thì rồi bàn tiếp cái vụ đó sau, trong lúc chờ trà nó chín trà thì mình ta sẽ bàn tiếp. Nói sơ bộ như thế. À mà mình thấy mình nói cũng không có vẻ không 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 gọi là mẫu bài cũng không hợp lý lắm. Tại vì mình nói về dịch vụ ship hàng nhưng mà mình đã chuyển sang và nói về chất lượng của hàng rồi. Nó hơi kỳ. À ok. Quang bé Quang hôm nay là một người em, đây chính là một người em của tôi xin tuyên bố bé Quang chính là em của tôi, anh ấy đã vào và ấn like cho cái buổi live hôm nay, thật tuyệt vời khi có những người em như vậy. Ừ. Đấy, có những lúc người ta cần nhờ vả cái gì thì người ta mẹ nói nghe cưng vãi ra, còn lúc mà không có nhờ vả gì thì mẹ mày cút đi các kiểu. Ừ, ok, mình cảm giác hình như cái hình nó hơi bị thiếu. Ok, bây giờ đủ rồi đó. Ok, cứ phải pha trà xong đi rồi chém gì thì chém. Rồi tổng thể thì bạn sẽ có bình trà, à không, đồ đựng trà, bình trà, tách trà, cạo đựng trà, đồ múc trà. Thật ra cái này thì lần nào nó like mình cũng nói thôi, nhưng mà mình vẫn phải nói thôi, tại vì mình nghĩ sẽ có người mấy ngày lần đầu họ sẽ không thắc mắc. Cái này thật ra thì mua cho vui thôi, bạn có thể rắc trực tiếp từ bình trà và bình này cũng được, chẳng chết chóc bố con thằng nào. Tại vì ngày xưa mình lỡ đặt rồi thì bây giờ mình xài thôi. Chứ cái này mà nó hư chắc mình cũng không đặt lại đâu. Mình thấy nó mất thời gian quá. Ok. Thì pha trà thì nó có nhiều công đoạn. Bạn có thể giảm tải bớt đi. Nhưng mà một số công đoạn mình đang làm ở đây thì tốt nhất là bạn không nên giảm. Tại vì giảm nữa thì nó không gọi là pha trà nữa rồi. Mà nó thành cái gì rồi đấy. Ok. Tổng thể đầu tiên thì trang ấm. Rang ấm là một trong những cái bước mà mình nghĩ là quan trọng, cực kỳ quan trọng của việc pha trà. Có thể tráng trà bạn không cần, nhưng mà tráng ấm mà bạn không làm thì thôi mẹ, trà nó sẽ dở vô cùng. Để bạn dễ hình dung thì như vậy nè, giống như một miếng, bạn chiên một miếng thịt nhá, bắt buộc phải chiên ở lửa to ví dụ ha. Nhưng mà trong trường hợp bạn không thích chiên bằng lửa to, bạn gọi là ngứa háng hay cái gì đấy, bạn kêu thôi tại bên này ta trên lửa nhỏ cho nó riu riu cho nó vui, ok. Thì nhưng mà bạn lúc mà bạn trên bằng lửa nhỏ xong á thì thịt nó chín và nó rất là trắng, nó không thể nào tạo được những cái gọi là cảnh cháy xém vàng miếng thịt lên nhìn nó có vẻ ngon thơm như là bạn trên bằng nhiệt độ cao được đó. Thì cái việc tráng trà này nó cũng tương tự như vậy, ý tráng ấm này nó cũng tương tự như vậy. Cái ấm nó sẽ nóng lên, nó hấp thụ rất là nhiều nhiệt từ lần đầu tiên bạn tráng. Nên khi bạn bỏ trà vào, bạn đổ nước sôi vào, thì do cái ấm nó đã nóng sẵn rồi, thế nên nhiệt độ nóng nó sẽ tập trung hết vào trà. Nó làm cho bạn, cái nhiệt độ của bạn nó là nhiệt độ vừa đủ để mà bạn có thể, trà nó có thể chín. Còn nếu bạn không tránh tránh ấm á, thì lúc bạn đổ nước lần đầu tiên vào, đương nhiên nó vẫn sẽ nóng thôi, nhưng mà một phần gọi là độ nóng á, nó sẽ bám vào cái bình trà, làm cho cái nhiệt độ để mà chín trà của bạn nó sẽ không phù hợp lắm nữa. Nhưng mà cái đó là về lý thuyết thôi nha, chứ còn thực tế thì cũng không hẳn đâu, tại vì mỗi loại trà nó lại có một cái nhiệt độ uống phù hợp. Ví dụ như một số người họ thích uống nóng, nóng thật nóng luôn á, nóng cái kiểu mà bạn đưa mồm vào là phỏng luôn á,
Nhưng mà một số người họ chỉ thích uống ở khoảng 85 cho tới 95 độ. Hay là một số người họ thích uống ở 70 thôi, chẳng hạn vậy. Có một số dòng trà nó chỉ cần độ như vậy là nó đủ chẳng hạn. Thì nên cái chuyện bàn cụ thể về cái vấn đề gọi là nhiệt thì nó cũng hơi hơi chua lè lắm. Nó cũng hơi cái gì vậy má bé Quang, mình vừa mới kêu một người em các kiểu xong thấy của cậu thả phắn nọ là sao? Tại sao của cậu hồi đầu vừa vào ấn like xong thì thôi, ấn like xong rồi đi ra được rồi, không mẹ dứt khoát phải ấn thêm một quả phắn nọ vào mới chịu đấy. Mọi người có thấy chưa, đây là những cái thành phần mà gọi là thanh niên, những cái thanh niên mà like like một cái thôi mà còn tiếc rẻ, ấn like sau là chuyển sang ấn phắn nọ vô tổ. Tại sao nó lại có những cái thái độ như vậy mình cũng không hiểu được. Ok, đổ nước vào thì cứ đổ như bình thường thôi, đừng có đổ nhanh quá cũng đừng có đổ chậm quá là được. Ừ, theo mình là như thế. Thì lượng nước và lượng trà bao nhiêu thì nói chung là lần nào mình like mình cũng nói thôi, nhưng mà lần nào mình cũng phải nói lại thôi. Như cái ấm của mình thì mình uống khoảng chừng hai muỗng rưỡi, và nước thì khoảng chừng 2/3 của cái bình đó. Thì đây là theo cái bình này của mình, thì đa phần mà những cái ấm bình thường thì họ cũng pha như vậy. Có thể là ấm to hơn thì có thể nó sẽ lên khoảng chừng 3 thìa rưỡi trà và cũng 2/3 nước. Đa phần là mọi người sẽ để một từ 1/2 nước ở trong bình cho tới 1/2/3 khoảng đấy. Còn thật ra thì công thức chung thì nó phần vậy thôi. Công thức chung thì để nó làm cho cái chất lượng trà nó không có quá tệ. Ok, mình quay cái mặt lên cái nè. Bây giờ cảm năng nói ở bình trà. Công thức chung thì nó vẫn thế thôi. Mục đích là để cho cái bình trà nó không được ngon thì nó cũng không được dở. Đó là giống như công thức chuẩn á. Nêm vị bình thường. Không mặn, không ngọt, không chua, không đắng, không cay. Tức là ai cũng có thể ăn được nhưng mà không ai thấy ngon thôi. Kiểu vậy. Ví dụ như dân thích ăn cay mà bây giờ nó không hề có cái gì gọi là quá cay, tức là tất cả thứ nó đều bình thường, nó mức cân bằng, thì họ ăn đương nhiên họ ăn vẫn được, họ không khó chịu nhưng mà họ không thấy ngon, nó kiểu như vậy đấy. Còn cái kiểu phải nãy giờ mình pha đó là cái kiểu giống như cân bằng, tức là ai uống cũng có thể uống được nhưng mà thằng nào uống vào cũng nó thấy ngon hết, tại vì nó không phải gu. Giống như một số người họ thích uống đậm, một số người họ thích uống nhạt, một số người họ thích uống thơm, hay là vân vân và vân vân đấy. Nó có nhiều kiểu uống, thế nên nó có nhiều kiểu pha. Vô tội, mình mới nói thằng Quang xong giờ đến thằng Châu nữa. Ok, các anh có vào, các anh thấy, ok, các anh thấy em thì các anh hai say hai một phát, xong các anh ấn like, xong các anh thích thì nghe, không thích thì cứ tự đi ra thôi, tại vì cũng không ai giữ được. Là các anh đi ra thì ai mà giữ được. Ừ thế thôi, nhưng mà các anh không, các anh vào thả hai quả phắn nọ vào mặt em, đấy hệt. Mình cũng không hiểu là mình gây lỗi gì với hòa bình nền hòa bình thế giới nữa mà hai thằng em nó vào nó thả cho hai quả phản nổ mà khổ lắm luôn đấy. Ok, thì trà chín xong rồi mình sẽ bắt đầu quay lại cái chủ đề mình muốn nói hôm nay, tại vì mình cảm giác mình cũng có khá nhiều kinh nghiệm về vấn đề gọi là mua hàng Trung Quốc, tại vì thật ra thì cũng mua rất nhiều rồi, thế nên nhưng mà cái vấn đề kinh nghiệm của mình á, nó là cũng ở chỉ ở mảng gọi là end user, người dùng cuối như mình tự đi mua từ một cái shop, chứ chưa tới cái mức độ gọi là chưa tới mức độ mua thành mua sỉ. Có nghĩa là mình đặt thẳng cái shop, thay vì mình đặt shop thì tức là shop họ sẽ mua từ xưởng, xưởng nó trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, sau đó họ đưa tới shop, shop lại đưa tới end user, tức là mình đó. Tức là mình chỉ mua tới shop thôi chứ mình chưa tới mua tới xưởng, xưởng nơi sản xuất. Thì một số bạn có nhu cầu đặc thù, ví dụ như bạn họ muốn thêm logo, ví dụ vậy, thêm logo vào hay là in thêm cái gì đấy, họa tiết gì đấy theo ý của họ, thì họ có thể đặt từ xưởng trực tiếp, là xưởng gia công. Mình thì chưa làm bước đấy, thế nên mình cũng không 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 có kinh nghiệm ở cái phần đấy. Tại vì nếu mà bạn mua từ xưởng nó sẽ chuyển sang gọi là bạn đi buôn mẹ nó rồi. Ừ, mà mình không biết tại sao mình và khá nhiều người bạn họ 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 hơi có phản, họ hơi bị phản cảm với vấn đề gọi là đi buôn, không hiểu nữa, nhưng mà tức là người ta nói phi thương bất phú, nhưng mà không hiểu tại sao một số người bạn của mình và mình cũng không 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 thích lắm những cái người đi đi
buôn bán như vậy, nhưng mà rõ ràng phải có người như thế thì nó mới gọi là có thông thương thì nó mới có nền kinh tế. Chứ bây giờ ông nào cũng kêu không thích mấy cái ông gọi là chạy trai thì làm gì có nền kinh tế. Giống như muốn mua cái tăm cái cọng chỉ thì mới biết mua ở đâu à, phải có người mua về bán cho mình chứ, đúng không? Nhưng mà mình cũng không biết tại sao một số người họ họ hơi không thích người nhà của họ, hoặc con cái, hoặc anh chị em bà con nhà họ đi về cái mảng mảng này, mình cũng không hiểu lắm. Ok, thì nói chung thì trà bây giờ hôm nay mình cố gắng mà nói sạch, nói nhanh nhanh để mà còn uống trà đấy, thế nên trà hôm nay nó vừa vừa đẹp màu. Mình phải công nhận là trong bao nhiêu mình uống phải chắc phải hơn 1.000 bình trà rồi, mà gọi là 1 vạn bình trà thì mình không dám chắc tại vì không đếm, nhưng mà về lý thuyết thì có thể nó hơn cả vạn bình rồi. Nhưng mà mình làm 1.000 thì cho nó bớt ghê. Ừ, uống cả ngàn bình trà rồi mà mình vẫn thấy là cái nước đầu uống ngon nhất. Đầu tiên của bình trà vẫn là uống ngon nhất, mình cảm giác như vậy. Tại vì một số người họ kêu là nước đầu tiên họ không thích, họ thích uống nước thứ hai chẳng hạn như vậy, không biết được nào. Nhưng mà tại vì cái số lượng người thích uống trà lần đầu và lần hai nó cũng khá xem, tức là uống lần đầu thích thì khoảng chừng 70, nhưng mà vẫn có những người nó cũng phải có đến 20-30% người thích uống nước thứ hai chẳng hạn vậy. Thì không, mình không hiểu lắm, nhưng mà tại vì mình uống trà thì mình sẽ uống từ lúc nó còn nước 1, nước 2, nước 3. Thường là mình phải uống tới 3 lần nước. Hôm nào mà mình lười đi pha bình mới thì mình uống là thứ tư luôn. Mà là thứ tư là nó gần như không còn cái gì về gọi là trà nữa rồi. Cơ bản mình đều thấy nó ngon cả, không vấn đề gì. Ok, mình sẽ quay lại cái chủ đề mình muốn nói hôm nay. Tại vì mọi ngày mình cứ vào mình nói xàm thôi, nhưng mà hôm nay mình sẽ cố gắng nói theo chủ đề. Đó là vấn đề mua hàng ở Việt Nam, mua hàng ở Trung Quốc. Ok, thì bạn có thể, nói chung là bạn mua hàng trên mạng thì bạn có thể dùng hạ có hai cách. Một là bạn tự đi mua, đặt qua những trang trực tuyến. Ừ, thì thật ra thì mua hàng ở Trung Quốc thì nó cũng chẳng khác gì mua hàng ở Mỹ cả. Bạn vào trang web, ví dụ như ở Mỹ thì có eBay, Amazon gì đấy, ok, Best Buy, New Ads các kiểu. Ừ, thì bạn vào trang tàu cũng vậy, trang tàu thì có Taobao, JD, Tmall các kiểu. Ừ, thì nói chung cứ vào đấy rồi ấn sản phẩm. Sao có thể bạn kêu là trang của tàu thì toàn tiếng Hoa là sao tôi hiểu, thật ra mình cũng chẳng hiểu. Nhưng mà mẹ Google thì nó đã tích hợp sẵn cái chức năng gọi là dịch sang tiếng Việt rồi. Ngay ở trên trình duyệt bạn chỉ cần phải chuẩn là dịch sang tiếng Việt là được. Thì thật ra mình cũng dùng như vậy, thì chẳng có lý do gì bạn kêu bạn đéo biết tiếng 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 Hoa rồi bạn đọc đéo được. Mình cũng có biết đéo đâu, mình cũng có phải chuột rồi mình ấn theo nét nên nó dịch thế nào thì mình đọc như vậy rồi, và mình nét thôi, cứ ấn nét 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 thôi chứ có làm khỉ gì đâu. Ok, vào bạn thích tự mua thì vào trang Taobao nhé, tạo một cái tài khoản. Nói chung là nó cái chữ tạo tài khoản bạn sẽ không hiểu đó, đó là tại vì tiếng Hoa, ok. Nhưng mà dịch tiếng Việt xong rồi bạn đọc nó hiện chữ mình một chữ tạo tài khoản to đùng ở trên mặt bạn, nó làm gì bạn kêu bạn không biết, đúng không? Là tạo bình thường, tạo xong mà điền tất cả các thông tin bình thường chẳng có vấn đề gì. Ok, hello sĩ Hoàng. Oh my god, hôm nay cái ngày gì mà dân chúng vào đông quá, mình rất cảm ơn. Tại vì hôm qua mình nói gần 1 giờ đồng hồ, đéo có một thằng nào hết. Và mình nói, lúc đó là mình nhớ mình nói là nếu mà không có thằng nào vào á là bố đéo thành ra. Nhưng mà mẹ nói đến 1 tiếng đồng hồ mà không có một thằng nào. À, thế là mình mệt quá mình đi ra luôn. Ừ, kể vậy. Ừ. Ok, thì nói chung bạn vào, bạn thích tự mua thì bạn vào trang Taobao, hoặc là mình tại vì mình lại không bao giờ tự mua, thế nên mình cũng không bỏ. Một số dịch vụ thì nó có cái chữ ở trên
nó có, tức là tao ba họ phân, thật ra tao ba mình cảm giác á, nếu mà nói nghiêm túc nhá, mình cảm giác cái hệ thống web của nó họ là họ làm rất là tốt, họ phân cấp phân quyền cho shop rất là rõ theo những cái logo icon để mà mọi người có thể đánh giá được về cái shop đó như thế nào. Ví dụ như một số shop họ có thể ship đi toàn thế giới thì cái icon của nó có thể, nó sẽ có một cái chữ gì đó tương tự giống như vượt qua á, để bạn hiểu là shop này sẽ ship đi tất cả các nước chứ không chỉ ship local ở Trung Quốc. Thì bạn lựa, nếu mà bạn ở Việt Nam mà thích mua tự đi mượt thì bạn mua ở những cái shop như shop có cái icon đấy, ví dụ thế. Hay là một số icon bán lâu năm, 5, 10 năm hay là mới mở hay cái gì đấy, thì tất cả nó đều có thông tin ở trong shop. Bạn ấn vào cái nick của shop á, nó sẽ hiện ra cái thông tin, các thông tin đấy để bạn có thể tham khảo. Thật ra eBay thì cũng có, eBay thì cũng tính theo feedback để bạn có thể vào đọc feedback của những người mua hàng trước, cũng có thời gian tham gia. Nhưng mà mình cũng biết giải thích thế nào, nhưng mà mình cảm giác là mình thích cái cách phân 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 quyền đặt icon và phân theo logo như như của Taobao hơn. Nó sẽ khá lằng nhằng cho bước đầu tiên bạn tìm hiểu, nó hơi nhiều thông tin để bạn tìm hiểu, nó hơi nhiều. Nhưng mà sau một, nếu mà bạn thật ra nếu mà bạn muốn, bạn chịu khó coi một tí, có thể một ngày không không hiểu hết được, nhưng mà coi vài ngày bạn sẽ hình dung được cái bố cục các kiểu của họ và bạn thấy nó dễ thôi. Thật ra thì cái đấy cũng là một phần thôi, chứ cũng không có lý do gì nói chuyện một cái shop mở 10 năm so với một cái shop mở vừa mở 3 tháng thì shop nào uy tín hơn. Về mặt lý thuyết đương nhiên shop 10 năm uy tín hơn, nhưng mà cũng chẳng biết được đường nào mà lần, tại vì đôi khi số lượng gọi là sao ta, tức là trong 10 năm đấy họ chỉ có khoảng chừng, ví dụ như là họ chỉ có khoảng chừng 100 cái phàn nàn thôi, tức là một con số tuyệt vời luôn, tại vì một năm họ chỉ có, vậy là tính ra một năm họ chỉ có một cái phàn nàn thôi, cực kỳ ít. Nhưng mà đồng cái ai biết được bạn mua thì là đúng ngay cái đợt như thế thì sao. Cá nhân mình thì mình mua đủ hết tất cả các shop rồi, từ những shop nhỏ, shop mới mở cho tới shop to các kiểu, mình thấy như nhau cả. Thậm chí đôi khi mà gặp một số trường hợp đặc thù, shop nhỏ họ còn chăm chút cho khách hàng nhiều hơn shop to nữa, tại vì shop to nó có rất nhiều đơn hàng. Ví dụ bạn hình dung đơn giản một ngày một cái shop có 1.000 đơn hàng nhé, họ chỉ có thể đóng gửi dán địa chỉ khách bảo bao hàng gửi 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 gửi, và gần như không không ai kiểm soát được về chất lượng đóng hàng hay là một số comment riêng của khách. Ví dụ như khách kêu là mày dán đây là hàng quà tặng, mày bao là cho tao rồi mày dán ra ngoài thành cái ngôi sao gửi cho bạn gái tao, ví dụ vậy. Shop 1.000 đơn hàng nó không thể nào nó quản lý được, nó không đủ nhân lực để nó làm chuyện đấy. Nhưng mà trong trường hợp bạn mua ở cái shop lẻ bé tí, mới có một thằng chủ shop, nó tự làm chủ shop, nó tự làm nhân viên ship hàng, nó tự làm tất cả, thì bạn nói như thế thì bạn, nó chỉ có một mình bạn là khách thôi, ok, cả ngày nó chỉ có một mình bạn là khách thì nó lại chăm chút được, nó lại đóng kỹ các thứ rồi, thậm chí nó còn lấy mút lấy xốp, nó bọc kín mít hàng của bạn để bạn không thể nào mà vỡ luôn, thì kiểu như vậy. Thế nên cái chuyện bạn mua hàng mà xốp to xốp nhỏ thì đối với cá nhân mình nghĩ tương tự, không khác gì, không khác gì. Còn gặp thằng xốp nó đã không đàng hoàng rồi thì cũng thế cả. Nhưng mà nói, mình nói nghiêm túc nha, cái này mình nói nghiêm túc là trong mình mua hàng thì khoảng 3 năm nay rồi, thì xác suất mà một cái shop họ bán hàng á, họ không gửi hàng cho bạn hoặc là gửi hàng sai cho bạn, thật sự là nếu mà nói nghiêm túc là ít. Trong 100 đơn hàng thì may ra chỉ có một đơn là gọi là shop gặp 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 cái shop lừa đảo á. Trong 100 đơn luôn nhé, tức là bạn mua khoảng chừng 100 shop, bất cứ lung tung bạn mua random luôn. Shop to, shop nhỏ, shop bé, shop lạ, shop đủ các kiểu. Thì trong 100 đơn đấy mình chỉ gặp một trường hợp là shop gửi hàng ảo thôi, tức là tại vì cái hệ thống của Taobao họ họ bảo vệ khách hàng thật ạ. PayPal luôn quảng cáo là chúng ta bảo vệ khách hàng, nhưng mà bạn nào xài PayPal thì biết rồi đấy. Nó đì khách mẹ thấy thương luôn, nhất là những khách ở location Việt Nam. Bạn mà thử nhận tiền nhiều một tí, tiêu tiền nhiều một tí hay là mua hàng đủ các kiểu á, là đôi khi tự nó limit, xong rồi nó hỏi một đống thứ mà mình đã hiểu nó hỏi để làm gì luôn, xong rồi nó kêu chúng ta rất xin lỗi và chúng ta phải khóa tài khoản của mày để vì lý do an toàn, và mình đã hiểu gì xảy ra luôn. Kiểu thế. Thì PayPal nó có cái câu là bảo vệ khách hàng, nhưng mà nó bảo vệ khách hàng rất là chó cắn, ok, nó chó thì nghe hơi quá đáng, chó cắn thôi.
thì mình thấy Taobao về cái mức bảo vệ khách hàng thì mình thấy Taobao bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Tức là khác với cái, những cái dịch vụ khác với những dịch vụ khác thì pay, như PayPal chẳng hạn, như PayPal thì eBay và PayPal là ví dụ eBay là trang thương mại điện tử của Mỹ nhé, và PayPal là trang thanh toán. Thì cái vấn đề của eBay á, lúc bạn mua hàng, tiền của bạn nó sẽ từ tiền của từ tài khoản của bạn nó bắn thẳng vào tài khoản của thằng chủ, của người người bán. Nó lập tức chuyển ngay lập tức luôn ở thời gian thực, nghĩa là không có giới hạn gì hết. Và thời điểm đấy người bán hàng cho bạn rút tiền ra bình thường và họ không giao hàng cũng bình thường luôn. Tức là PayPal nó được một cái nhanh, tức là trong những trường hợp mà người mà họ cần tiền để họ xoay vòng á, khách mua hàng một phát là họ lấy tiền nó ra, họ đi tiếp tục mua hàng khác, nó đảo liên tục, tiền nó xoay rất là nhanh. Nhưng mà nảy sinh tình trạng là một số shop họ sẽ lấy tiền của bạn và họ không giao hàng, hoặc là giao hàng bạn mua sản phẩm A 100 đô nhưng mà họ giao sản phẩm B có 50 đô thôi, và sau đó họ kêu người ta giao đúng rồi đấy mày, đây là một seller không tốt, seller này à không phải buyer này, đây một buyer không tốt, buyer là làm vô lý các kiểu. Và PayPal thì họ thường xử lý theo ngay cái thể loại mà bán hàng mà còn bị hold 45 ngày á. Ok, bạn bạn Thanh mới nói có một vấn đề, đó là một số seller mà nó bị bán hàng mà bị hold tiền, thì mà những cái thể loại shop đấy là shop vớ vẩn, thì nó nhỏ quá rồi, nó mới mở, nó không có độ shop à không nó không có độ độ shoot, thì đương nhiên PayPal nó phải. Nhưng mà vấn đề là nếu mà nó đã vượt qua được cái giai đoạn đó nhá, nhưng mà nó vẫn lừa đảo thì sao? Mày hình như nó mới là tao nói không, nó vượt qua cái giai đoạn đó luôn, tức là nó gọi là nó scam á, nó cố tình scam, tức là nó ban đầu nó bán rất bình thường, nó không hề cần tiền lời luôn, nó mua sản phẩm 10 đô nó bán 10 đô, thậm chí nó bán 9 đô luôn, 8 đô luôn, để nó lấy traffic, để nó lấy feedback và để nó lấy cái giai đoạn đầu lượng tiền ra vào ổn định. Nhưng mà sau cái giai đoạn nó xong á, ví dụ như 3 tháng nửa năm đi, nó bắt đầu scam thì làm gì nó, đúng không? Những cặp những trường hợp như thế thì làm sao mà đỡ được? Đương nhiên không, để giờ tao vẫn nói ở cái mặt bằng chung thôi. Tức là PayPal nó có cái hay và nó cũng có cái dở, eBay thì cũng vậy. Nó rất nhanh, giống như mình chuyển tiền rồi thằng shop nhận được hàng, thằng shop nó sẽ lấy tiền ngay lập tức luôn và nó đi giao hàng ngay lập tức, nó không có vấn đề gì. Nhưng mà đó nó nảy sinh một vấn đề, đôi khi nó sẽ bị tình trạng đấy. Và mình thấy cái vấn đề này thì Taobao, thật ra thì gọi là Jack Ma mở Taobao. Đất nước 1 tỷ dân và bây giờ mình nhớ là hơn tỷ rồi, mình không biết chính xác là tỷ mấy, nhưng mà không biết tới 2 tỷ chưa, nhưng mà đất nước 1 tỷ dân, có bữa nay có bé Tèo thì sao mình nói thêm vấn đề này, tức là dân ASEAN á, là cái dân khôn lõi vô cùng, Việt Nam, Trung Quốc, nói chung tất cả những cái nước ASEAN tao đều thấy nó đều rất là khôn lõi, Nhật Hàn cũng thế cả thôi, có điều tầm nó cao hơn một tí thôi, nó cũng là khôn nhưng mà nó khôn cao hơn một tí để không gọi là lõi thôi, chứ thật ra thì tư duy của người châu Á nó rất là vụn vặt, nói chung là vậy, không thể nào bằng tư duy của đám, nói chung là đám Mỹ hay châu Âu, tư duy nó tốt hơn. Thật ra cái vấn đề mày nói đó là ok, mình sẽ tiếp tục câu chuyện. Bạn Thanh đang nói, Thanh nói là nếu mà buyer gửi tiền và thằng shop nó không gửi hàng, nó không gửi hàng hoặc là nó gửi hàng sai như thế nào đấy, và nhưng mà lúc đấy nó cam tiền xong từ eBay ra, tài khoản eBay ra ngoài rồi, thì theo như bé Thanh nói á thì là eBay sẽ trả lại tiền. Ok, eBay nó không hề trả tiền mà nó rút tiền từ tài khoản thằng 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 buyer, nó chuyển ngược lại thằng seller, và tài khoản của thằng buyer nó sẽ bị âm tiền ở trong tài khoản thằng buyer thôi, chứ còn tiền tiền thực tế thì nó vẫn chuyển, nhưng mà nó thằng buyer nó rút tiền ra rồi thì làm gì. Một số tài khoản ngày xưa ta làm, lúc mà ta còn hay gọi là kiếm tiền online á, là có những thằng nó âm tài khoản ta mấy chục ngàn đô á, tiền ở trong nó bị âm luôn đấy mà nó rút ra rồi, và bây giờ cái tiền nó bị âm, thì theo mày thì tiền 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 nó gửi ngược lại đó là tiền gì? Với lại nó không hẳn là thằng seller á, nó quỵt tiền mà đơn giản là nó chỉ cần làm một số vấn đề khác thôi, nó cũng có giao hàng, cũng có gửi trắc, cũng có đưa tất cả các thứ bình thường y như một giao dịch bình thường, nhưng mà hàng đó không phải là hàng của thằng gọi là seller nó muốn mua thôi.
Không, ta không nói tất cả. Đương nhiên sẽ có một số trường hợp thằng seller nó thằng seller nó rút tiền không kịp. Mình đang nói ở vấn đề gọi là đang đang nói vấn đề gọi là một thằng nó chủ động nó cam thì nó khác. Còn cái vấn đề mình mua một số đàng hoàng, mình gặp vấn đề trục trặc, mình đòi lại tiền thì chuyện nó bình thường quá, nó có gì đâu để mà bàn. Mày có thể mua mua một shop của một cái thằng mà nó chủ động nó scam nhá. Nó scam mà nó đưa cho một cái truck. Truck nó bay vòng quanh thế giới luôn mà không tới nhà mày á, mà trong cái truck đó nó đi hết nửa tháng nó không tới nhà mày luôn. Thì mày sẽ có thắc mắc là tại sao truck đi lâu thế? Bên cái tao không biết, tao gửi cho dịch vụ rồi, UPS, FedEx các kiểu đó, mày mày cần thì mày hỏi cho nó xem thế nào, chứ tao gửi rồi chắc nó vẫn đang chạy đấy. Thì thực ra thì gọi là buyer mà nghe tới đấy thì thì chắc nó chạy qua hay không, lại cứ chờ chờ nó lúc nó quá đến 15 ngày hay 17 ngày hay là 20 ngày gì đó, cũng có trường hợp đấy mà, bình thường thôi có gì đâu. Nhưng mà tao không có bàn về cái vấn đề gọi là mình gặp vấn đề về hàng, ví dụ như vỡ hàng, mất hàng, lạc hàng rồi mình đòi lại tiền từ 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 buyer, cái đó nữa thì nó bình thường quá rồi. Ta đang nói về cái vấn đề gọi là PayPal là của eBay đúng rồi, tại vì mày mày vào hơi sau nó lúc đoạn này nên tao nói cái đoạn đó ở phía trước rồi. Thì tao nói rồi đấy, eBay là trang thương mại điện tử, còn eBay là trang thanh toán, thì hai thằng nó như vậy, và tao đang so sánh nó y xì như vậy luôn. Tao bao là trang thương mại điện tử của Trung Quốc, và cái dịch vụ thanh toán tiền của nó gọi là cái gì, nói chung là cái dịch vụ thanh toán tiền của nó nhiều quá tao cũng đấy biết nó gọi là gì nữa. Đang so sánh hai cái vấn đề thôi. Người ta đang nói về cái vấn đề gọi là bảo vệ khách hàng, bảo vệ người dùng cuối chứ không phải là bảo vệ người mua. À, bảo vệ người mua chứ không phải bảo vệ người bán. Thì vấn đề này tao thấy là Taobao họ làm tốt hơn. Thì thay vì chuyển tiền trực tiếp như 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 eBay, như PayPal, thì Taobao họ là trung gian, họ đứng ở giữa và tức là họ họ sẽ đứng ở giữa, giống như mình chuyển tiền cho Taobao rồi thằng shop đó Taobao bán thông báo là cho thằng hàng, thằng shop á là đã nhận được hàng, đã nhận được tiền rồi, bây giờ mày gửi hàng đi, thì thằng shop đó là gửi hàng, và đến lúc thằng seller nhận được hàng, thằng seller kêu tao đã nhận được hàng, hàng ok đúng ý, không khác gì, không có vấn đề gì, thì nó ấn vào cái nút tùy chọn gọi là đã nhận hàng đó. Thì sau đến cái giai đoạn mà thằng seller gọi là thằng thằng buyer nó ấn vào cái nút gọi là đã xác nhận đã nhận hàng, không tranh chấp gì nữa, thì lúc đấy tiền mới từ tài khoản của Taobao đi vào thằng seller đó, tức là cái vòng quanh đi của Taobao nó như thế. Thì về mặt lý thuyết đó là nó sẽ rất là khó cam và rất là ít người muốn cam, tại vì thời gian cam nó quá lâu, nó phải chờ thằng shop, nó phải lead in hàng, sau đó chờ người mua ấn mua, sau đó người mua xong người mua chuyển tiền nó lại đi gửi hàng, và tới cái thằng lúc mà thằng khách nó nhận được hàng, nó ấn xác nhận là đã nhận được hàng thì mới có tiền, thế nên nó rất là lâu. Thế nên cái vì cái phương pháp đấy, thế nên cái chuyện cam ở trên Taobao cực kỳ khó. Tao nghĩ cũng bắt buộc phải làm như vậy thôi, chứ không thì Trung Quốc nó phá bằng nát bét hết cái Taobao luôn á. Chứ kiểu như PayPal mà làm ở Trung Quốc thì chỉ có nát bét thôi, thà không bao giờ làm nổi. Tiền chuyển một phát là nó rút luôn, nó không thể nói năng gì hết, nó rút luôn rồi. Mẹ ơi, nó có 500 anh em cả một cái xóm chợ trời, làm bao nhiêu tài khoản cũng được, thế nên nó rút luôn, nó đi luôn thì không ai biết được, không ai tìm kiếm được nó luôn đấy. Thế nên PayPal không bao giờ mà có thể sống được ở Trung Quốc hết á. Về mặt cá nhân thì nhưng mà nói nãy giờ mình vẫn thấy cái chuyện tao bao trung gian như vậy á, nó sẽ bảo vệ cho khách hàng tốt hơn. Thực tế thì cái thời gian mà mình làm, ngày xưa mình có làm cho một cái dịch vụ ship hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, thì tới thằng đấy là bạn mình, hai thằng thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, và nó cũng nói luôn là bây giờ chỉ thanh toán thông qua Taobao, tức là Taobao nó có một cái trang thanh toán á, thanh toán thông qua đó kiểu gì ta cũng gửi, ta cũng gửi tiền được hết, mẹ muốn bao nhiêu ta cũng gửi, ta không sợ cái gì. Nhưng mà bây giờ nó kêu gửi trực tiếp chuyển khoản ngân hàng cho nó, rồi nó đi gửi hàng á, thì không một thằng nào dám gửi, không một ai dám gửi luôn. Trời ơi, sợ kinh hoàng. Cái xác suất mà mày gửi, gọi là mình gửi tiền trực tiếp thông qua ngân hàng cho một người á, mà người đó không gửi hàng là chuyện bình thường lắm luôn. Nói bây giờ nó mua không biết bao nhiêu sản phẩm rồi, tại vì nó làm dịch vụ mà. Một ngày nó mua hơn 100 đơn, mà nó làm 3 4 năm nay rồi, thì
À, lọt 100 đơn thì bèo quá. Một ngày nó mua rất nhiều đơn, rất nhiều sản phẩm mà đều phải thông qua đâu hết. Còn sản phẩm nào mà kêu là thanh toán ngoài, giảm phí, thì giảm tiền thì thôi quên luôn đi, không đứa nào dám làm hết. Trời ơi, nó sợ kinh hoàng luôn á. Nói chung là mọi thứ đều nên thông qua tao bao. Đóng tao bao, có gì tao bao chịu trách nhiệm. Mà thật ra tao bao mình thấy họ làm như thế, nó cũng vừa bảo đảm cho người mua và nó cũng vừa bảo đảm cho người bán. Khách hàng hài lòng xong rồi thì nhận tiền. À, chứ bây giờ gặp trường hợp khách nó gửi cho cục hàng bị vỡ, mà cái đó thì nhiều lắm luôn, nó gửi cho cục hàng bị vỡ xong hai thằng tranh chấp không biết được do lỗi, cuối cùng lỗi do ai? Thằng bán thì kêu là lỗi do thằng mua thì kêu do thằng bán, hai thằng đứng cười nhau chứ làm gì, đúng không? Thì nên cái chuyện ta bao họ giữ tiền thì nó vẫn đảm bảo an tâm cho người mua và cũng đảm bảo an tâm cho người bán. Mình nghĩ là hợp lý, mình nghĩ cái gọi là Jack Ma làm cái phương pháp này mình thấy nó hợp lý. Vấn đề là nó có đủ uy tín để mà mọi người chuyển tiền cho nó không thôi. Và nó đã qua được cái giai đoạn đấy rồi thì nó cứ thế mà nó phát triển thôi. Khó nhất là cái giai đoạn đầu tiên gọi là một người chịu chánh đền cho nó thôi. Giống như bây giờ thằng Việt Nam có thằng nào trung gian không ta? Việt Nam mình không nhớ, Việt Nam toàn là ship COD không, ship tới nhà mới giao tiền. Không 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 nhớ có thằng nào nó làm kiểu này không. Ừ, Việt Nam chắc là không nổi rồi. Việt Nam thì chắc là chỉ có thân quen là chuyển khoản ngân hàng, không quen là COD hết. Chứ không dám kiểu kia, không dám làm kiểu kia, không có trung gian kiểu như của tao ba. Mà thật ra thì COD mình thấy cũng được, cũng cũng hay, tại vì cũng thông qua một dịch vụ coi như là khách nhận hàng. Oh, hello Ken, hello Đạt. Hôm qua mình nhắc lại thấy người vào, mình là phải nói cái vấn đề này. Hôm qua nói khản cổ họng, nói mịt mài, nói mẹ gọi là nói mà thiếu điều, gọi là uống hết ba bốn bình trà mà không có một người nào vào, khóc như thần. Ừ, nói nhục lắm. Nói chung là đồng ý là không cần nhiều, nhưng mà cũng nên có một hai người thảo luận thì cái câu chuyện nó mới có đường để mà nó nói tiếp. Một thằng cứ người nói mà không có ai nghe thì nó cũng hơi sàng. Ok, nói gần 37 phút đồng hồ rồi mà chưa hết cái vấn đề về Taobao với lại của nó nữa thì làm sao giới thiệu tới dịch vụ đây. Ok, thì tổng thể thì Taobao thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Tới bây giờ mình nhớ mình trong tất cả những thứ mà mình tìm kiếm á, chỉ có khoảng chừng hai dưới 10 thứ, dưới 10 thứ là Taobao họ không bán, tức là một sản phẩm nó đặc thù quá, nó ít khách quá. Ví dụ như mình đang muốn mua một số cái cây fan led thì trên Taobao họ không bán. Thật ra thì không phải là gọi là không bán, mà họ bán với cái giá bằng giá mình tự đi mua mẹ rồi, thế nên mình không đặt thôi. Chứ thật ra thì Taobao vẫn bán, nó không bán hơi tội cho nó. Thì thật ra thì nó nghiêm túc nha, bạn muốn đồ lô, đồ cùi bắp, đồ giả, đồ nhái, giá rẻ có, bạn thích đồ xịn, giá hợp lý có, bạn thích đồ hiệu, giá đụng nóc có, rồi bạn thích làm đúng không? Bố bố thiên hạ, hàng của bạn sẽ là có đầu tiên ở toàn thế giới. Mình nói lại nhé, là toàn thế giới thì tàu họ vẫn làm được, tại vì mình gặp cực kỳ nhiều rồi, cực kỳ nhiều sản phẩm mà vừa ra mắt ở bên Mỹ, báo trang chủ của trang Mỹ nhá là báo out of stock, hết hàng, nhưng mà ấn của tao bao một phát, thật ra thì không phải tao bao mà chắc nó là trang JD, trang bán đồ thuộc loại cao cấp của China. Thì ấn qua JD một phát thấy bà con đang open box như thật, từ dân xuống dưới phải 10 hơn 10 thằng open box rồi, có nghĩa là nó sớm ơi là sớm luôn, nó sớm tới mức độ mà toàn thế giới luôn. Tại vì mình không chắc được là cái vấn đề đấy là do hàng nó làm tại Trung Quốc hay là thị trường Trung Quốc nó quá đông để cho hãng họ phải tập trung gửi hàng về Trung Quốc trước hay là thế nào. Nhưng mà trong những sản phẩm mà mình có theo dõi á, tức là nó vừa mới ra mà mình muốn tìm hiểu, muốn đặt á, thì mình thấy sản phẩm đó, mình nhớ đó là cái con X61, X71 hay là gì đó, con ZXT, cái con tản IEO. Ấn vào Amazon chưa có hàng, ấn về bay chưa có hàng, ấn vào trang chủ này ZXT, out of stock, nói chung là không có trang nào bán hết, mà ấn qua JD thấy có hàng và có người mua, thậm chí có nó mua, nó còn chụp hình lên cho nhìn nữa, tức là nó nhanh vô cùng. Đấy, tức là trong điều kiện mà bạn có đủ tiền, bạn muốn làm bố thiên hạ, bà ngoại, ông nội bà ngoại thiên hạ gì đấy, không có vấn đề, cứ qua JD mà mua thôi. JD nó có sớm cực kỳ, sớm lắm. Đương nhiên thì tàu thì nó có sớm nhất rồi, bạn về Việt Nam thì bạn phải mất thêm từ 5 đến 7 ngày nữa, không thể nào sớm toàn thế giới được.
Nhưng mà ok, ít ra thì bạn cũng sớm nhất Việt Nam rồi. Bạn nào máu thì thích món nào gọi là sớm nhất Việt Nam thì cứ qua JD mà đặt. Kiếm cái món nào mà nó vừa ra mà đặt thôi. Có sớm lắm. Ừ. Thế nên rất rất là lâu rồi, thật ra thì cũng cũng 2 năm 3 năm nay rồi mình không đặt hàng Mỹ là vì lý do vậy. Tại vì cái gì mình cũng thấy ta bao nó có rồi thì đặt hàng Mỹ làm gì đúng không? À. Đây. Đây là thứ duy nhất mà mình còn đặt lại ở hàng Mỹ. À. Đây là thứ duy nhất mà mình không hiểu tại sao tàu họ không bán nhé. Đây. Đây, đó chính là sợi dây của con IBM, sợi dây mod, mod cái đầu jack của con IBM mà chuyển sang USB. Đây. Mình không hiểu tại sao eBay không không phải eBay bán. Không hiểu tại sao bên China họ không làm. Tại vì thật ra cái này tàu họ làm như nguyên kẹo luôn, thề. Mà họ không làm. Có thể là nhu cầu về cái sản phẩm này nó ít quá. Số lượng người chơi không nhiều, bây giờ IBM còn ai xài đâu. Thế nên họ nghĩ là làm không có doanh thu, thế nên họ không làm thôi, chứ mình nghĩ vậy. Thế nên cái sản phẩm này mình bắt buộc phải đặt từ eBay về. Duy cái sản phẩm này thôi là mình không kiếm được ở trên Taobao, hoặc là có thể lý do đơn giản hơn là mình không biết cái từ khóa đó, cái từ khóa sợi dây này gọi là cái gì để mà mình sạch ra, thế nên mình kiếm không được. Hôm nay là vậy. Thì nói chung là cái gì cũng có cả. Thế nên dạo này mình cũng mua Taobao là chính. Tiền ship nó cũng rẻ. Thứ nhất là tiền ship rẻ. Thứ hai thời gian về nó cũng nhanh. Hơi tiếc một tí là những cái hàng mà mình muốn mua á, đa phần là hàng điện tử. Và hàng điện tử thì nó bị đánh thuế rất là nặng ở Trung Quốc. Thế nên mình nhìn giá thì giá Trung Quốc và giá Việt Nam, à không, giá Trung Quốc và giá Mỹ là y xì. Có nghĩa là mình ví dụ một món hàng 300 đô ở Mỹ thì ở Trung Quốc bán có 300 đô, không khác gì. Khác biệt duy nhất có lẽ là tiền ship từ Trung Quốc về Việt Nam nó rẻ hơn từ Mỹ về Việt Nam, thế thôi. Tiền ship với tiền ký á, nó rẻ hơn thôi. Còn lại tiền hàng thì bằng nhau, không rẻ hơn đồng nào hết. Nhưng mà có một cái vấn đề nó hơi lằng nhằng cho nên là bạn bảo hành hàng Mỹ nó khá dễ. Tại vì số lượng người gửi hàng từ Việt Nam sang Mỹ lại rất nhiều nhá. Nhưng mà gửi hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc thì lại hơi nhiều khê. Tất thật ra tới giờ mình không biết được có cái dịch vụ nào nó họ nhận gửi hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc không. Chứ thường thì mình sẽ gửi trực tiếp từ nhà mình đi ra store, sau đó mình gửi thẳng nó qua bên thông qua những dịch vụ như FedEx, UPS hay cái gì đấy, gửi thẳng từ Việt Nam sang Trung Quốc, gửi thẳng tới cái shop luôn để bảo hành. Nhưng mà vậy thì tiền ship nó lại quá tội. Tiền ship nhiều khi mình nhớ tùy mặt hàng tùy ký nhưng mà nó cao lắm, nó cao phải ngang ngửa ship đi Mỹ luôn á. Không hiểu là sao cái đầu Việt Nam đi sang Trung Quốc nó tiền ship nó hơi nặng, mình cũng không không hiểu lắm. Cái chuyện hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thì dễ nhá, nhưng mà từ Việt Nam sang Trung Quốc thì lại thấy khó. Có vẻ như Trung Quốc nó cái cửa khẩu họ 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 khó khăn cái vấn đề đấy hơn hay sao, mình cũng không chắc lắm. Nhưng mà nói chung là mua hàng Trung Quốc thì giá ổn, tiền ship ổn, nói chung tất cả mọi thứ đều ổn, duy chỉ có một cái là vấn đề bảo hành hơi đuối. Bảo hành là một trong những thứ mà mình nghĩ là cần quan tâm, nhưng mà mình thấy khá ít dịch vụ họ hỗ trợ ship trả để bảo hành. Một số dịch vụ họ cũng có nhưng mà phần đông họ cũng hạn hữu lắm, họ họ mới giúp thôi, chứ họ cũng không không có làm nhiều, họ không có cái mảng này. Tức là quan điểm của họ vẫn là những dịch vụ ship hàng á, là ship hàng cho khách xong là hết họ là thôi. Khách có nhu cầu bảo hành bảo trì gì đấy thì thường là mình hay gặp cái vụ bảo hành á là ở sợi dây USB, các thiết bị điện tử, đầu HD box các kiểu ấy. Những cái thứ mà nó bán như là nó bán ký ấy. Nó bán một đống mẹ như ký ấy. Sau đó cứ xài xài, ví dụ như mua 10.000 sợi nhá thì bán được 9.000 sợi, còn 1.000 sợi bị hư, ok, kiểu như tỷ lệ 1/10 ấy. Thì nó không nói nhiều, cứ 1.000 sợi thì nó tống bao hàng, nó gửi tống sang bên Trung Quốc để thành Trung Quốc gửi trả lại 1.000 bao hàng khác, 1.000 sản phẩm khác kiểu vậy. Thì số lượng nó nhiều như thế thì mình thấy có dịch vụ làm, nhưng mà kiểu bảo hành nhỏ lẻ, giống như cái hộp, ví dụ đi, cái hộp quẹt của mình nó hư, mình muốn gửi sang Trung Quốc để bảo hành họ sửa hoặc là họ đưa cho mới cho mình á, thì đương nhiên cái tiền ship đi mình chịu, nó hiển nhiên tiền ship từ shop và
Về kho của mình ở Quảng ở Trung Quốc á thì có thể một số shop họ sẽ trả tiền ship, nhưng mà xác định cái tiền đấy mình cũng có thể trả luôn, tại vì mình đi bảo hành mà mình trả hai lần tiền ship luôn, ok cái cần thiết thì mình trả luôn, tại vì tiền ship ở tàu thì rẻ vô cùng, nó rẻ hơn cả tiền ship ở Việt Nam nữa, thiệt luôn á. Một ký hàng của nó thì khoảng chừng 6 4 cho tới 8 tạ, mà 4 tạ là khoảng chừng 15 ngàn, còn 8 tạ ok làm tròn 30 ngàn luôn đi. Làm tròn 30 ngàn luôn cho nó khỏi lằng nhằng. Đấy có nghĩa là một ký hàng của nó chỉ từ 15 ngàn cho tới 30 ngàn thôi. Đó. Đó là ship nhanh, ship chậm hay là có ship bảo đảm. Mà nó cũng trời ơi, mình ship cục hàng mấy trăm gram từ đây ra Hà Nội không, nhiều khi nó được đến hai mấy ngàn rồi. Đấy, thế nên tiền ship ở Trung Quốc nó rẻ hơn tiền ship ở Việt Nam nhiều lắm. Không cần bàn luôn. Nhưng mà rất ít dịch vụ họ hỗ trợ bảo hành. Đó là một trong những điểm mà mình đôi lúc mình mua hàng mình cũng hơi ngại, nhất là hàng điện tử á. Ví dụ mình muốn mua men, muốn mua CPU, shop họ ghi rất rõ bảo hành 5 năm, bảo hành chính hãng 5 năm. Một số shop Temon họ còn ghi bảo hành chính hãng 5 năm nhé, hay là hỏng. Một số shop họ còn ghi là trong vòng 30 ngày, không thích thì cứ trả hàng lại, miễn sao đừng có xài. Tức là bạn mua rồi nhưng mà tới lúc mà bạn nhận được hàng á thì vì lý do gì đấy bạn không muốn dùng nữa, bạn có thể trả lại nếu mà còn nguyên đai nguyên kiện. Họ có cái dịch vụ đấy luôn, họ chấp nhận chuyện đấy, miễn sao mình đừng xài, mình đừng bóc. Mình nhận hàng nhưng mà mình không ưng, có thể là mình nhận được một con khác hoặc là ai cho mình một con đó rồi mình không muốn lấy nữa, mình trả lại hàng họ sẽ trả lại tiền. Không thể hỏi lý do luôn, miễn sao hàng chưa xài. Thế nên nói chung cái vấn đề bảo hành ở tàu thì mình nghĩ chắc nó sẽ tốt lắm, tốt ít nhất là tốt hơn ở Việt Nam rồi. Nhưng mà mình lại không có điều kiện để bảo hành. Đấy, thế nên cái điểm mà mình đôi khi một bạn mua hàng chính hãng á thì kiểu gì nó cũng sẽ có tiền bảo hành, phí dịch vụ bảo hành ở trong sản phẩm, nhưng mà bạn không dùng được cái đấy mà bạn vẫn phải tốn tiền cho cái đấy thì đôi lúc mình thấy hơi tiếc một chỗ đấy thôi. Thế nên mình lúc mà cần mua những cái mặt hàng gì đấy cần bảo hành, ví dụ như là men, CPU hay là RAM gì đấy, mà mình nghĩ xác suất nó có thể xác suất đồ điện tử nó sẽ có xác suất hư hỏng, thì thường là mình mua ở đây hoặc là nơi nào có bảo hành, ví dụ vậy. Còn những mặt hàng nào mà chắc chắn nó đéo hư được thì mình nước nào cũng mua miễn sao rẻ. Đây cái con mic mà mình đang dùng mình nói luôn, mình xài đồ audio chưa bao giờ hư cái gì, mình đập thì nó hư thì không bàn, còn chuyện nó tới giai đoạn nó hỏng, ví dụ như sợi dây nó sau một thời gian nó oxy hóa nó đứt, chứ nó bình thường, hỏng bình thường, không có vấn đề gì đấy mà gọi là phàn nàn hay bàn cãi hết đấy. Còn cái chuyện mà đang để như vậy mà nó lần quay ra thì mình xài rất nhiều đồ audio rồi chưa bao giờ vậy, thế nên mình mua trực tiếp từ Taobao luôn, khỏi phải phàn nàn, khỏi cần bảo hành, khỏi bảo hiếc gì hết. Mấy ông nội Việt Nam kia bảo hành 1 năm mình thấy đéo quan tâm, mẹ 1 năm có khi nào nó hư thiệt luôn. Còn chuyện mà bạn quăng quạt đặt vô nước nó hư thì cũng chẳng có thằng nào bảo hành, thế thì bảo hành để làm gì đúng không? Đấy, thế nên những mặt hàng mà mình xác định được không hư hoặc là hư mà sửa được thì hoặc là không cần bảo hành thì mình ok tao bao hết cho nhanh. Thật sự thì hiện tại mình mua tao bao nhiều quá đến nỗi mà bây giờ mình sạch hàng Việt Nam á, sạch từ khóa Việt Nam mình sạch không bằng tiếng Hoa luôn, thế nó mới nhục, không tin được luôn á, thật sự là không tin được. Bây giờ mình search, mình muốn mua, ví dụ mình mua cái bình trà nhá, mình không biết search ở trên Lazada bằng từ khóa gì cho nó ra cái bình trà đúng ý của mình á, thiệt luôn, không hiểu. Thì tất nhiên bạn dẫn chỉ ấn cho bình trà thôi, gọi trực tiếp cho bình trà, nhưng mà nó ra cái kiểu không đúng, màu không đúng, mẫu không đúng, nó không có sành thêm để cho bạn. Ví dụ như mình muốn mua một cái bình trà kiểu cổ màu đen đi, mình không biết search như thế nào cho nó ra được cái sản phẩm đó ở trên những cái trang Việt Nam luôn. Trang tàu thì thật ra mình không có cần sạch. Trang tàu thì tao bao thì họ đã có một cái tính năng là sạch theo ảnh, tức là mình cứ chụp một phát, chụp lên cái sản phẩm mà mình muốn này luôn, mình tán hẳn nó lên tao bao là nó ra luôn, mà nó ra na ná, và có những trường hợp nó ra y xì luôn, tức là sản phẩm đấy nếu mà shop to shop thông dụng là nó ra được cái sản phẩm ấy luôn, thấy mới kinh chứ. Ngày xưa mình từng chụp cái áo của chị chủ nhà, mình phết lát mình kêu mắt tao bao nó sạch được áo, sết mi
và con bé đứng giang tay ra để chụp chụp được cái áo để đi chụp, lên lên tà bao, và nó ra được gần một đống xốp na ná cái áo y xì vậy. Nói chung là trời hàng quá đặc thù á, không biết giải thích thế nào là đặc thù nữa. Ok, ví dụ như vậy đi nè, ví dụ như cái cục này bạn muốn mua, bạn không biết gọi nó gọi là gì, ví dụ thế, bạn không biết nó gọi là gì, làm sao bạn search ở trên trang Việt Nam đúng không nè. Giống như mình ví dụ như bạn, ok cái này thì mình có thể biết được tại vì mình mua mình xài mà. Ví dụ như cái này là cục để mà mình gắn màn hình hoặc là loa mấy cái thiết bị của Xiaomi lên đây. Ví dụ vậy, ok kiểu này này có thể gắn vào loa ở hai đầu này và cho nó cố định, ví dụ thế. Thì ok bạn biết như vậy đi, nhưng mà bây giờ là nếu mà mọi người không biết cái này là cái cục gì, kêu ngồi sạc mua cục này về làm sao mà sạc được đúng không. Nhưng mà bạn chụp cái hình này, bạn lấy điện thoại bạn chụp trực tiếp, sau đó bạn up cái hình trực tiếp lên Taobao luôn là nó sẽ ra được cái sản phẩm na ná như vậy. Thật ra thì nó sẽ ra được tại vì cái này mình qua Taobao đấy. Thế nên mình vấn đề về bảo mật, bảo đảm an toàn cho khách hàng, bằng cả khách hàng và người bán, Taobao làm tốt. Vấn đề sạch sản phẩm mình thấy Taobao làm rất tốt, thậm chí là cực kỳ tốt, tại vì mình thật bằng Google email ấy, không bao giờ nó ra được cái thứ mà đúng ý mình, trừ vài trường hợp là sản phẩm ấy nó quá nổi tiếng thì nó ra được sản phẩm đó thôi. Ừ, tức là sản phẩm nó nổi tiếng quá và cái shop đấy họ lấy cái hình đấy họ làm demo cho sản phẩm, và mình chụp cái mình cầm cái hình đấy mình up trực tiếp lên Google email ấy, thì nó mới ra được sản phẩm đấy, còn lại nó ra toàn cái gì đâu không à. Thậm chí thật đấy, cái tính năng search bằng hình ảnh của Taobao rất là tốt. Về giao diện web thì thật ra bây giờ mình cũng không chắc được là tốt hay là không tốt nữa. Ok, trong lúc nói mình sẽ gọi là Taobao. Da. Mình sẽ vào lại trang Taobao để mình xem cái giao diện của nó là cái gì đó, tại vì tự nhiên bây giờ mình quên bố nó cái giao diện của thằng Taobao rồi. Ây da. Thật ra thì nếu mà để bạn dễ hình dung á thì Taobao nó y xì như cái Lazada, nó chính xác hơn là Lazada nó y xì Taobao chính xác hơn. Tại vì Lazada với Taobao bây giờ nó chung một chủ rồi sao? Lazada là Alibaba mua rồi. Mình nhìn lướt sơ qua thì mình thấy hai thằng cũng khá khá giống á. Ừ. Để bạn dễ hình dung thì cái trang Taobao là trang mua hàng của Trung Quốc á, nó là ná như cái trang Lazada mà ở Việt Nam mình đang mọi người hay dùng, nó gần như là như vậy luôn, chính xác là như thế. Có điều ở trên Taobao nó có rất nhiều lát sale, rõ ràng là nó gọi là thỉnh thoảng cứ đấy, ví dụ như 12 giờ trưa hay 2 giờ chiều á nó sẽ giảm giá sản phẩm này sản phẩm này kiểu vậy. Nói chung mặt hàng nó nhiều lắm, mà thường thì mình chẳng bao giờ mình vào trang chủ của Taobao cả, thật sự là mình không bao giờ vào trang chủ luôn á. Ok, nói chung là mình cũng không chắc được cái vấn đề giao diện thế nào, nhưng mà cá nhân mình thì mình nhìn quen rồi, thế nên mình thấy bình thường. Không có vấn đề gì, vấn đề khó nhìn cả. Còn lại thì ngôn ngữ thì một số bạn kêu là tiếng Hoa không biết, nhưng mà thật ra tiếng Anh mình cũng chẳng rành, thế nên tiếng Anh hay tiếng Hoa với mình nó cũng na ná nhau cả thôi, tiếng nào thì mình cũng dịch tiếng Việt để mình đọc mình hiểu hết đấy. Thế nên ngôn ngữ nào với mình cũng như nhau, Nhật hay là Hàn hay là gì đấy mình cũng phải chuyển sang tiếng Việt hết, mình hiểu được bao nhiêu thì mình hiểu, còn lại mình đoán. Ừ, để mình thấy chẳng có vấn đề con mẹ gì cả. Ừ. À, bạn thích cái sản phẩm đó như thế nào thì bạn search thêm thông tin về sản phẩm đấy là được, nó đâu có gì ghê gớm đâu để mà bạn kêu là bạn không hiểu đúng không. Ok, mày nói là giờ cần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nói xong về Taobao nữa. Nói chung thì cá nhân mình
mình thích Taobao hơn là eBay thật sự, dù rằng Taobao nó chỉ có đa phần là seller người Trung Quốc thôi, nó không có seller quật qua như eBay. eBay thì nó lại là trang tất cả mọi người đều có thể bán, bạn ở nước nào bạn cũng bán được hết, bạn ở Việt Nam bạn có thể lên eBay và bán bình thường, bạn ở Mỹ bạn cũng có thể bán được eBay, bạn ở Nhật bạn cũng có thể lên eBay bán, tất cả mọi thứ bạn cũng có thể tự tự bán được. Tính 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 gọi là tính gì ta, tính tự nhiên bây giờ tính quên bố nó cái từ đó gọi là từ gì rồi, nói chung là thương thôi mình cho nó thành cột quay đi nhá. Tính toàn cầu, tính toàn cầu của nó sẽ nhiều hơn. Nó sẽ có rất nhiều thứ để bạn mua hơn là ở Taobao, nhưng mà không biết tại sao nhỉ, nhưng mà mình cảm giác mình thấy Taobao nó đủ đối với nhu cầu của mình rồi, còn đồ hãng hay cái gì đấy thì mình đi thẳng vào hãng mình coi, mình chẳng cần phải vào eBay, mình sẽ mất thời gian nữa. Kiểu vậy, thế nên mình nói chung mình không có, dạo này mình không có nhu cầu tao bạn mua hàng eBay nhiều nữa, hiếm lắm, vào trực tiếp hãng mua cho nhanh không à. Ok thôi mình nghĩ là mình nên ngừng nói về cái thằng tao bao đi, má nói về nó chắc nói mấy ngày không hết á, tại vì nó nhiều thứ để nói lắm. Ok, nhưng mà có một thứ này thì mình nghĩ mình nên nói nè. Taobao họ họ cũng khá tương tự như cái dịch vụ thật ra thì gọi là Shopee. Shopee nó khá tương tự với Taobao đúng không? Shopee họ lại lấy cái tính năng gọi là giảm tiền theo đơn đặt hàng. Ví dụ như Shopee với lại Lazada đều đều dùng cái tính năng này. Ví dụ như là ở shop họ hay có một cái họ ghi là code giảm giá, mua 100 ngàn sẽ giảm 10 ngàn, hay là mua 150 ngàn giảm được 15 ngàn, hay là mua 1 triệu giảm được 300 ngàn, ví dụ thế. Đấy thì Taobao shop bán Taobao họ cũng có những cái code kiểu 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 thế, thì nếu bạn tự đi mua bạn sẽ nhập code đó vào, bạn sẽ bớt được một gọi là 10% tiền kiểu vậy, bạn nhập code vào bạn sẽ giảm giá. Nó easy như bạn mua ở Lazada hay Shopee ở tại Việt Nam á, tính năng này nó giống giống vậy, và họ có phân quyền theo họ có phân quyền theo đẳng cấp VIP, giống như bạn mua thường xuyên, bạn thanh toán thường xuyên, bạn mua nhiều á thì bạn lên VIP cao. VIP cao thì đôi khi có một số shop họ họ sẽ chiết khấu cho bạn cao hơn á, họ giảm giá nhiều hơn, ví dụ sản phẩm đấy chỉ sản phẩm 100 tệ đi, nhưng mà ví dụ như bạn VIP, bạn được VIP cao, mình đến biết là VIP mấy là cao nhất nữa, nhưng mà bạn VIP cao thì ví dụ như 100 tệ thì họ sẽ bán cho bạn khoảng 90 tệ đi, họ giảm trực tiếp cho người có những người VIP cao. Hay là một số shop thì họ là giới hạn lại chỉ cho một tài khoản mua một sản phẩm, tức là họ giảm sản phẩm đấy từ 100 tệ nhá xuống còn 50 tệ, nhưng mà nếu ông nào cũng bu vào mua số lượng lớn á thì họ sẽ nó sẽ không đúng cái họ sẽ mua số lượng lớn và họ ghim hàng lại, họ bán lúc mà hết event họ bán ngược ra, thế nên shop họ sẽ mệt, thế nên họ lại quy định lại là chỉ cho một người một tài khoản mua mua một sản phẩm kiểu thế. Nó có một số tính năng mà mình cũng 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 mình nghĩ mấy cái vấn đề này ổn, thật sự là ổn, giống như ở Việt Nam thì thỉnh thoảng thằng Tiki nó cũng hay làm như vậy đó, nó kêu một tài khoản chỉ cho mua được 5 sản phẩm kiểu vậy. Ba trăm chín chín tạ 930E 300 400 tạ là 1,2 triệu, à 4 4,6 triệu chứ, còn không rẻ mấy. Nãy giờ vừa tao bảo ấn bờ 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 nó ra là cái con C 930E con mình đang dùng đây, thì thấy giá của nó khá vui. Mẹ nó, cái giá nó để là 399 tạ và nó để là event khỉ gió gì đấy, và cái hình nó vẫn còn tới bây giờ, trong khi giá hiện tại nó đang để là 700 tạ. Đúng là với ông nội này. Ok thôi mình sẽ quay lại chủ đề về dịch vụ mua hàng.
Mình phải nói sớm sớm rồi nói cho nó xong, ít nhất thì cái buổi live hôm nay cũng là nói về mua hàng thì ok, để mình xem coi cái thằng này nó có dòng test là để mình nhập cái chữ domain vào để nói cho dễ, không thì nhập test à. Đây đầu tiên sẽ là nói về thằng sếu đỏ. Sếu đỏ là nhập hàng.com. Ok. Mấy cái chữ. Không tin được luôn. Xấu quá. Tại sao nó không cho chọn màu? À đây rồi. Chọn màu gì đấy cho nó nổi tí nha. Ok, đầu tiên là mình sẽ nói về cái chữ sếu sếu đỏ này nó có hơi cam quá không ta? Ok. Má rồi, cứ mỗi lần ok xong lại thấy nó dịch. Vẫn chưa ok được. Màu cam nó hơi khó chịu. Nhưng mà thôi ráng coi đi nha. Đây. À, tay nó về tay bên này. Đó. Cái xe đồ mình đã nhập ở nơi dưới này, mình không biết có ai nhìn được không tại vì nó nhỏ xíu à. Ok thì xéo đỏ bây giờ họ đổi sang domain thành ok, hình như cái chữ nhập hàng mình có sai rồi, để mình gõ lại. Ủa nó không có edit à? À đây. Chữ nhập nhập nó tự nhiên bây giờ bị ngơ rồi, nó chỉ nhập không biết gõ sao cho đúng, nhập gõ đúng cho ta. Ok, sau khi ngáo ngơ hết một đoạn thì mới phát hiện ra là chữ nhập hàng này mình gọi đúng rồi. Khốn khổ khốn nạn. Ok. Pseudo. À không. Bây giờ thời điểm mà mình mới bắt đầu biết tới sếu đỏ là mình không hiểu đó, cái chữ đó nghĩa là gì. Mình hay đọc là pseudo tại vì mình không hình dung được ý nghĩa của nó là sếu đỏ. Thì sếu đỏ thì mình đánh giá họ là một trong những, thật ra thì sếu đỏ là dịch vụ đầu tiên nhập hàng Trung Quốc rồi, cái đấy thì phải nói là mình không chắc 100% nha, nhưng mà mình chắc tới 99% là sếu đỏ là người đầu tiên làm cái trang mua hàng từ Trung Quốc về. Thật ra trước sếu đỏ mình đoán sẽ có rất nhiều người họ làm, nhưng mà thời điểm đấy họ còn làm rất, họ làm kiểu rất là thủ công, họ làm kiểu y xì như mấy ông nội mà mua hàng Mỹ bây giờ, là chụp cái link, copy cái link gửi sang cho cho người người mua, họ tính giá tiền ở Việt Nam, thằng này ngồi bấm 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 tính giống như $100 đúng không, cái tính tính một hồi sau thành 120, 120 sau đó nhân cho 24 rồi ra giá tiền ở Việt Nam báo lại cho khách, khách kêu mắc quá em không mua. Ừ ok xong hết chuyện. Còn khách thấy giá hợp lý, ok em mua, thì khách lại phải chuyển khoản 50% hay là 100% số tiền tới người người mua, người gọi là người mua họ, và sau đó ngồi ngáp mỏ chờ đấy với cái gì. Còn thằng người mua họ thì lúc này lại phải nhập tên của khách vào file Excel, link vào file Excel kiểu đó. Tức là trước khi sếu đỏ họ làm ra cái trang sếu đỏ và chính xác là nhập hàng.com như bây giờ thì mọi người mua hàng Trung Quốc đều phải mua thông qua phải sale, họ gửi cho mình cả cái form luôn nhé. Mình nhớ ngày xưa mình mua hàng Trung Quốc á, là gửi cho cả cái form phải sale là link hàng, địa chỉ của bạn, các thứ thông tin của bạn, ok sau đó link hàng, số lượng mua bao nhiêu, màu gì, tất cả đều là bằng tay hết. Trời ơi, bạn mua xong, hay là thậm chí có một số link nó nhiều quá, nó có gần 20-30 cái sản phẩm á. Thế là mình kêu là hàng thứ năm từ trái sang, sau đó là hàng thứ sáu từ trên xuống đó, nó mới ấn từ năm sau đó sáu, kịch 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 nó mới biết là sản phẩm này, đến pick cho đó. Trời ơi, mua vừa khổ mà vừa chậm mà lại còn vừa dễ sai nữa, tại vì gặp những cái sản phẩm mà nó 50-70 hàng á, rồi mỗi lần bạn coi cái trình duyệt
hay là co web cái là thì nó sẽ đổi lệch cái vị trí đến AI khác hoàn toàn. Nói chung thì là đầu tiên mình nhớ mua hàng tại bao rất là cực. Thật ra thì so với hàng Mỹ á, cách làm thì tương tự nhưng mà khác biệt một chỗ là Mỹ nó rất ít option. Mình thấy rất ít cái sản phẩm nào mà nó có 50 cái option ở trên đấy. Thường mà nó chỉ có 6 cái option ở trên đấy, là 6 sản phẩm ở trong một một link thôi là nhiều rồi. Rất hiếm cái nào mà mình thấy nó trên cái trên 10. Đấy, thế nên mua ở Mỹ thì cả đó nó cũng dễ, nó dễ hơn. Và chưa kể trường hợp là Mỹ Mỹ nó ra tiền ship khá nhanh. Bạn chỉ cần điền nhập địa chỉ vào là tự động ra tiền ship. Phí tắc thuế má kiểu ra hết, tính rất là nhanh. Còn China thì nó hơi, ngoài Trung Quốc thì nó hơi lằng nhằng, tại vì có một số shop á họ để cái tiền ship nó hơi random, nó không dựa vào ký. Nó hơi random, thế nên đôi lúc tiền ship nó không chính xác lắm, lại phải hỏi trực tiếp, lại phải tính toán lại rồi nói chuyện với shop thì nó hơi lâu cái khoản đấy. Thế nên giai đoạn đầu tiên mua hàng Taobao khá khá là cực, nhưng mà bù lại rất là nhanh. Giai đoạn đầu tiên mình nhớ cũng rất là nhanh so với giai đoạn Mỹ. Mỹ ngày đó mình nhớ là Mỹ mua cực kỳ chậm, Mỹ ngày đó mua về 3 tuần là ít, còn Taobao thì cứ cứ một tuần về một lần, thậm chí có khi 3 ngày về một lần, rất là nhanh. Mà chuyện này chắc phải 5-10 năm trước rồi, chuyện ngày sáng ngày xưa. Thì mình nói xíu đỏ nó là thằng đầu tiên làm, nhưng mà mình không 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 có chắc 100% là cái vấn đề shop nhỏ nhé. Mình chỉ nói lúc mà nó thành hình thành website á, và nó làm thành cái hệ thống như bây giờ á, thì nó là thằng đầu tiên làm được. Tức là nó có thêm một cái add-on ở trên trình duyệt là Chrome, hay là hoặc là những cái phiên bản chạy nhanh của Google Chrome, ví dụ như cấp cấp đó. Thì cái add-on đấy nó sẽ hỗ trợ mua hàng được ở trên tức là lúc bạn tạo đơn á, nó sẽ list được cái sản phẩm đấy xuống xuống đơn hàng để cho bạn không cần phải copy link rồi nói cái này thì nó đã có add-on. Và cái cơ sở cái vấn đề giao diện web của bên Sếu Đỏ là bên nhập hàng bây giờ mình thật sự là mình rất là thích. Mình có nói trong cái status hôm trước á, má mình thấy mà nó dài quá rồi mình không biết có thằng nào nó nghe nổi đâu. Thật ra mình tới giờ mình vẫn không hiểu tại sao hàng Mỹ họ không làm cái trang giống như cái kiểu như 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 bên nhập hàng, mà chung quy lại họ vẫn cứ kêu khách nào đặt thì gửi link, sau đó gửi số lượng, sau đó họ lại báo giá, họ lại báo ngược giá ra về giá về Việt Nam. Mình không hiểu tại sao không làm giống như là xếp hàng Trung Quốc ta, giống như kiểu đó, làm giống như kiểu của bên nhập hàng á, Sếu Đỏ khách đặt vào, ví dụ như khách mua e-bay, khách ấn về e-bay xong ấn tịch, nó tự động tạo link, link bắn xuống vô đơn, đơn tự động tạo đặt tiền. Biết đơn hàng đó là ví dụ như giá 100 đô, tiền ship thì chưa cần tính, tiền ship thì lúc mua nó mới tự đền, chẳng hạn như thế, phí ship ấy. Đó, thì nó đâu có gì đâu gọi là quá ghê gớm ta. Mà không hiểu sao không có ông nào ship hàng Mỹ, ông làm cho một cái được đó, để mua cho nó khỏe. Kiểu thế, mà thằng khi thật ra thì một phần là bên ship hàng mua hàng Trung Quốc họ mua nhiều lắm luôn, họ mua đồng đen, thế là họ đầu tư là cái họ đầu tư làm cái mạng đó thì mình nghĩ nó xứng đáng. Tới bây giờ thì quá xứng đáng rồi. Chứ không có cái không có cái vụ mà tự tự tạo đơn như vậy á, mà cứ ngồi copy rồi trả lời cho khách, nhận đơn của khách thì thôi mẹ, cái thời gian đấy không là cũng quá tội. Chắc phải 10 người, những cái công ty to chắc phải gần 10 người ngồi liên tục để trả lời như vậy thì mới hết được đơn á, rất là mất công và mất sức. Thế nên lúc mà họ làm được cái này nó đỡ bao nhiêu luôn. Thì cũng từ cái thời điểm mà mình thấy có cái vụ này á thì mình mới bắt đầu đi mua hàng Trung Quốc á. Chứ ngày xưa khá là lười, cái chuyện mà bạn copy link gửi qua gửi lại nó hơi lười đấy. Ok thì nói chung cá nhân mình thì mình mua Sếu Đỏ thì mình hài lòng, mình không có gì vấn đề gì với Sếu Đỏ cả. Tại vì những cái vấn đề như là mua sai hàng, sai màu, sai số lượng, vỡ hàng, lạc hàng, trễ hàng thì đối với mình chuyện đó bình thường. Tại vì ngày xưa mình cũng có làm ở dịch vụ
ship hàng mà, thế nên mình hiểu cái chuyện đấy. Mình chỉ cần một điều duy nhất ở một cái dịch vụ ship hàng á, gọi là mua hàng cho khách á, là họ nên tôn trọng khách hàng. Thật sự mình đi mua rất nhiều ở nơi rồi, họ đều có một cái thái độ gọi là lúc mà tao đã dành tiền xong á thì kệ mẹ mày, hàng khi nào của mày về thì mày về, không đừng kiếm tao đó. Mình nói luôn, thật sự mình không dùng, không tới với mà dịch vụ, và mình đều thấy họ có thái độ như vậy, cả 10 dịch vụ đều có luôn, nói nghiêm túc. Nhưng mà thằng nào nhiều thằng nào ít thôi, chứ còn lúc mà bà con đã nhận tiền xong á, bà con rất có quan tâm tới khi nào hàng về hết, mặc dù lúc mà mua thì luôn hứa hẹn là 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần, 3 tuần, nhưng mà về trễ cả 2 cả tháng luôn á, cũng đã thể nói gì hết. Duy nhất chỉ có một lần mà mình thấy có một dịch vụ ship hàng họ đền bù cho chuyện đấy, đó là dịch vụ của Hải Trung Shipping, một dịch vụ ship hàng US. Đợt đấy là mình nhớ cái kiện hàng của họ, mình đặt một kiện hàng thì hàng của họ cho cái vấn đề traffic lúc mà giao chuyển giao giữa các nước, tức là từ Mỹ về Việt Nam nó sẽ quá cảnh ở một nước, mình không nhớ chính xác là Nhật hay Mỹ, Nhật hay là Hà hay nước nào, nhưng mà nói chung là ở khoảng từ Việt Nam về, ít từ Mỹ về Việt Nam họ quá cảnh ở nước đấy. Và lúc mà chuyển hàng từ cái máy bay A sang máy bay B thì cái cục hàng Hải Trung nó bị lạc sang cái máy, đúng ra nó phải về máy bay A đi, nhưng mà nó là lạc sang máy bay B, tức là cuối cùng nó bị lạc khá lâu, tại vì phải từ máy bay B nó phải chuyển ngược lại về về một lần nữa, nó chuyển ngược lại về Việt Nam một lần, thế nên nó trễ. Mình nhớ đợt đấy trễ đâu là 7 hay 10 ngày thì mình không nhớ chính xác con số lắm. Mình không nhớ chính xác con số, nhưng mà đợt đấy duy nhất, tức là mình không hề đòi hỏi quyền lợi luôn, duy nhất có hai dịch vụ của Hải Trung là họ email lại và họ kêu là vì lý do này như thế này, kiện hàng không tới đúng hẹn được, và chúng tôi xin gửi tặng bạn một cái giống như là gọi là gì, gift code hả, gift code 20 đô cho lần mua hàng sau. Lần mua hàng sau bạn chỉ cần add cái code này vào, bạn sẽ được giảm 20 đô tiền phí dịch vụ kiểu thế. Thì duy nhất có Hải Trung là mình thấy họ họ có đền bù cái đấy, còn lại là không có thằng nào mà hàng trễ về để đền bù hay cái gì hết á. Hàng phở, hàng lạc, hàng bách gì thôi cũng quên luôn. Mà thật ra thì các dịch vụ ship hàng á, họ lợi nhuận của họ không nhiều, thường là 3-5% và ăn tiền chênh lệch VND US. Thế nên thường lúc mà hàng nó bị vỡ, bị lỗi, thường họ cũng không có tiền mà đền nữa, tại vì họ muốn lợi nhuận, họ phải dùng những cái dịch vụ ship hàng nó rẻ, giá rẻ, và thường là không bảo hiểm hàng hóa, trừ những mặt hàng nó giá trị cao quá họ sợ vỡ thì họ đóng bảo hiểm thôi, chứ còn không thì họ không thèm đóng nữa. Cái cuối cùng là lúc mà hàng về nó vỡ thì thôi, ngồi nhìn nó cười kiểu vậy đấy. Đấy, thế nên thế nên mình thấy cũng vậy. Mình nói chung mình mua dịch vụ mình hiểu chuyện đấy, ok vợ thì xác suất, nếu có những món hàng mình thấy xác suất vợ nó cao thì mình đồng ý, nhưng mà nói chung nói gì thì nói, mua hàng ai cũng muốn mua nhanh hết á, không có ai mà muốn mua cục hàng xong nửa năm sau mới nhận được hàng, đúng không? Thế nên mọi vấn đề thì nên giải quyết sớm. Thế nên mình đánh giá cái thằng Sếu Đỏ rất là cao, tại vì từ bước đặt hàng, thanh toán tiền, cho tới số phát hàng, cho tới họ đã nhận được hàng, cho tới hàng chuyển về Việt Nam, chuyển về đến kho Hà Nội, chuyển về đến kho Hồ Chí Minh, họ đều có thông báo từng bước ở trên trang chủ của họ. À không, thông báo từng bước ở trong tài khoản của mình để cho bạn có, để bạn có thể theo dõi được cái chuyện đấy. Và ngoài cho chuyện mà gửi 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 thông báo ở trên hệ thống của họ, họ còn gửi thẳng vào mail nữa. Thế nên mình coi rất là sớm, họ vừa báo là hàng chuyển về Việt Nam là mình thấy thông báo ở trên mail rồi, là mình biết được rồi, tại vì đâu có ai mua hàng mà ngày nào cũng vào trang mua hàng ngồi coi tình trạng đơn hàng, đúng không? Nó gửi qua mail đấy kiểu vậy, nên nó đỡ rất nhiều thời gian cho mình thấy mình dùng dịch vụ của Sếu Đỏ thì mình nói nghiêm túc nhá, là mình hài lòng. Tới bây giờ mình vẫn chưa gặp vấn đề gì, tại vì những vấn đề mình gặp á thì mình bất chắc chắn dịch vụ nào cũng gặp rồi, thế nên mình bỏ qua hết, miễn sao đơn hàng của mình ví dụ nhá, mình đặt hôm nay, ok, Sếu Đỏ họ có một cái dịch vụ gọi là trong vòng 24 giờ họ xác nhận chắc chắn là phải mua được đơn hàng đấy, không mua là sẽ báo là kết quả cho bạn. Ví dụ như shop không bán hàng, hết hàng hay cái gì, họ sẽ có comment cụ thể trên đơn trong vòng 24 giờ đồng hồ,
từ lúc mình tạo đơn. Ví dụ như mình tạo đơn vào 4 giờ sáng, 4 giờ chiều hôm nay thì chắc chắn là 4 giờ chiều ngày hôm sau mình sẽ có kết quả của cái đơn này là mua hay không mua hay thế nào để mình biết mình xử lý. Thì một số dịch vụ khác họ không làm được chuyện này, không làm được chuyện này. Đôi khi nó bị trễ đơn. Thì nói chung vì lý do thì một ngày lấy một lý do thôi, nhưng mà sẽ đòi họ đang làm được cái chuyện là đơn đơn lúc mà khách tạo lên trong vòng một ngày, tối đa một ngày họ sẽ xử lý được cái vấn đề về mua hàng. Thì theo như tình trạng đơn hàng thì mình thấy trước giờ mình mua chưa bao giờ mà đơn nào hình như quá 24 giờ hay sao. Còn những cái đợt mà họ kêu là quá tải lễ Tết, họ kêu là có lẽ không mua kịp trong 24 giờ, họ thông báo trước thì mình lại không mua vào những ngày đấy, tại vì ngày đấy thì mình cũng chẳng cần mua gì. Nói chung tổng thể thì thật sự là mình rất hài lòng với dịch vụ của Sếp Đỏ về cái mảng website. Con người hay nhận hàng thì mình chưa bàn, tại vì bạn mua nhiều thì bạn cũng sẽ gặp tình trạng vỡ hàng, lạc hàng, mất hàng bình thường thôi. Kiểu gì thì bạn cũng sẽ có lúc chỉ thề thôi. Nhưng mà mình đang nói thuần túy về cái website á, thì không có cái trang nào mà mua hàng Trung Quốc mà nó qua được Sếp Đỏ hết á. Nhìn vào, thật ra thì nói về cái mức độ gọi là khó hiểu á, nhìn vào cái trang quản trị mua hàng mà mình không hiểu thì mình cũng đếch hiểu gì thật sự. Về cơ bản thì Sếp Đỏ họ làm chi tiết quá, thế nên họ tách ra rất nhiều. Và những người khách nào mà họ không không có nhìn hết được á, họ không thể nào bao quát hết được cái thôi mình sẽ gõ là thẳng, mình sẽ vào thẳng trang của Sếp Đỏ để mình xem cái menu như thế nào cho nó dễ nói chuyện. Ok, về cơ bản thì trang login vào á, nó sẽ có tình trạng của tất cả các đơn mà bạn đang đang làm, ví dụ như là đặt cọc hay đã mua hay là đã nhận đã giao trong thời gian đấy. Cái này thì mình đồng ý, cái trang home này thì rất là hợp lý. Mình nhìn vào mình biết là mình đang có một đơn đang vận chuyển về Việt Nam. Ấn vào đơn hàng thì nó sẽ có các đơn ngày giao, ngày vận chuyển. Thật ra thông tin của Sếp Đỏ họ lại, thật ra thì không biết gọi là được hay bị, tại vì như mình nói mình mới khen họ làm rất chi tiết các thông tin mà mình cần. Nhưng mà chính vì vậy nó rất là nhiều thông tin nè, ví dụ như thông tin từ ngày tạo, ngày thanh toán, ngày ship, ngày vận chuyển, ngày nhận hàng, nó có rất nhiều nội dung ở trong một cái đơn, thế nên mình coi mình cũng hơi hơi nhức đầu. Nói chung là mình hài lòng với website của Sếp Đỏ. Mình mua tới bây giờ thì Sếp Đỏ thì mình lại không mua nhiều, quá nhiều sản phẩm, tại vì thi thoảng mình mua thôi, mình mua để mình xem tình một số nơi khác họ không nhận hàng ở shop này thì mình đặt qua bên Sếp Đỏ xem thế nào thôi, nên mình cũng không mua nhiều. Mình không biết được coi ở cái phần theo như ngày tháng ở đây thì mình mua số đỏ vào 2017, tới bây giờ là 19 à, chắc được khoảng chừng năm rưỡi. Thật ra tài khoản của mình tạo số đỏ thì rất là lâu, nhưng mà mua hàng lần đầu á thì tới 2017 mình mới mua, và tính pin đã lâu quá như vậy rồi, thế nên mình không nhớ chính xác được tạo vào giai đoạn nào. Ok, nói chung thì Sếu Đỏ hiện tại là nhaphang.com thì là một trong những trang mà mình nghĩ là mình có thể recommend cho mọi người mua, mọi người cần mua hàng Trung Quốc hoặc mọi người có thể vào. Ngày xưa thì mình có recommend một trang là cnorder.vn. Mình recommend trước cái thời điểm mình làm, sau đó thì mình về làm chung với thằng bạn là làm trên cnorder.vn. Thật ra từ cái ngày cái thời điểm mà mình recommend mọi người dùng cnorder.vn á, hình như mình không dùng dùng telecom mà
mình không từng dùng từ khuyến khuyến khích, mà mình chỉ nói là mình mua ở đấy, còn là ai muốn mua ở đâu thì mua, chứ mình cũng không hề ai kêu ai vào xe ở đâu mua thì phải. Mình nhớ chính xác là thật ra trước giờ mình chưa bao giờ kêu ai mua cái gì ở trang nào hay là cái gì hết á. Mình nhớ chính xác luôn, tại vì mình không có thói quen đó. Kể cả thời điểm mà mình làm cho CN Order, mình cũng chẳng giới thiệu thằng nào vào CN Order mua hết. Nói nghiêm túc, ở đây có thằng nào nghe được giọng này mà thấy giống như mình kêu là lúc mà mua hàng mà kêu là anh Bình kêu vào CN Order mua không? Không bao giờ. Mình nói thật luôn á, kể cả thời điểm mà mình làm ở trong CN Order, mình cũng chẳng bao giờ kêu thằng nào vào qua CN Order mua. Mày ấn Google, mày search là ship hàng Trung Quốc ra dịch vụ nào mày thấy thích thì mày mua, thế thôi. Chứ bố đéo quan tâm. Ừ, cái chuyện mày chọn dịch vụ nào đó là chuyện của mày. Còn tao chỉ gửi link thôi. Mày cần mua sản phẩm gì thì tao gửi cho mày cái link Taobao, lên Tmall các kiểu. Mày thích mua thì mày kiếm dịch vụ ship để mua. Chứ tao không bao giờ tao recommend cái dịch vụ nào. Chính xác. Thật ra đó. Ok, thế nên hôm nay nếu mà nói vậy á, thì hôm nay có vẻ là Sếp Đỏ là trang đầu tiên là mình recommend nên dùng. Không không phải là bạn có thể dùng nhiều hoặc là mua tập trung vào nó, nhưng mà bạn nên tạo tài khoản ở đó và thi thoảng bạn mua một vài đơn để bạn thử trước đi. Thích thì mua thêm cũng được, không thích thì cứ giữ ở tài khoản ở đấy, rồi thi thoảng bạn, tại vì mỗi dịch vụ họ sẽ có những cái tuyến đường đi khác nhau, cách check hàng khác nhau. Một số thời điểm thì dịch vụ này nó vỡ rất là nhiều, nhưng mà dịch vụ khác không bị vỡ. Đó thì bạn sẽ chuyển qua chuyển lại lúc mà bạn thấy tình trạng vỡ hàng ở bên này nhiều quá, hay là lạc hàng nhiều quá, hay là sai màu sắc nhiều quá, bạn sẽ chuyển sang dịch vụ khác mua cho nó đỡ một đó, đỡ phải cãi nhau. Chứ cái dịch vụ lúc mà nó đang tạ xuống thì bạn đâm đầu vào nó làm gì, đúng không? Bạn qua dịch vụ khác thì đương nhiên sẽ đỡ, thì nó là nó mình nói nghiêm túc thì nó là tượng đài ở cái mảng gọi là ship hàng Trung Quốc rồi, tại vì nó ra đời gần như sớm nhất rồi, nó tồn tại đến bây giờ thì khách hàng của nó to kinh hoàng luôn, đừng hỏi luôn. Tại vì gần như tất cả những cái trang, những cái khách hàng mà mình biết mua hàng Trung Quốc thì đều đều đa phần là đều đã từng mua Sếp Đỏ hết, và có thể vì lý do này, lý do A, lý do B, lý do C gì đấy mà không mua nữa, qua dịch vụ khác. Có chuyện đó, mình chuyện đó thì bình thường quá mà. Thật ra dịch vụ nào cũng có những khách đang dùng và bỏ qua dịch vụ khác, chứ chuyện đó nó quá bình thường. Dịch vụ A sang dịch vụ khách, từ dịch vụ A sang dịch vụ B, rồi từ dịch khách ở dịch vụ B lại sang dịch vụ A, chuyện đó quá bình thường, nó đổi qua đổi lại. Tại vì người mua thì vẫn phải cần mua, dịch vụ thì nó cứ mọc ra như nấm ấy, dịch vụ mà không tốt làm sao tồn tại được, đúng không? Trời ơi, khách hàng nói nghiêm túc nhá, mình có giai đoạn mình ok, mình bây giờ mình sẽ không nói về Sếp Đỏ nữa, mình sẽ chuyển sang nói về công ty cũ ngày xưa mình làm, đó là CN Order. Hình như nó là chấm vn á. Ok, mình sẽ để má ơi, cái chữ mình vẫn cái nó hơi nhỏ nhỏ ở đây, nó không có nút tăng phông à. À đây rồi, đây rồi, ok, mình sẽ phóng chữ to lên nó xong rồi, rồi làm gì thì làm. Tại sao để to như vậy rồi mà nó vẫn bé tí thế này? Khá là kỳ quá. À, ok, to rồi. Tương đối. Ít nhất thì mình nghĩ bây giờ có thể đọc được rồi. À, cái chữ màu cam mình thấy nó... Màu... mình đã tính một cái màu cho nó sáng để cho nó dễ đọc, nhưng mà cuối cùng để cái nền gạch đấy là thấy nó khó đọc. Sáng không đọc được thì cho nó đậm đậm ra một tí đi. Thử màu này xem thế nào. Ok. Ok, có vẻ như dễ đọc hơn nè. Cùng màu với cái chữ. Ok đi. Thật ra thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. Ok, CN Order là dịch vụ, tính ra là nó là dịch vụ đầu tiên về ship hàng Trung Quốc mà mình dùng. Tại vì thằng bạn mình nó mở, thế nên mình qua đó mình mua. Mua cũng khá nhiều. Mua khá nhiều. Mình nhớ giai đoạn, mình nhớ rất ít khi nào
thực tế là rất ít khi nào mình kêu ai vào xem ở đòi mua cái gì, mình toàn là kêu là tự Google không thì thôi, chứ mình chẳng quan tâm tới cái chuyện nó mua ở đâu. Mình chỉ nói mình hay mua ở Sen Order thôi, tại vì thời điểm đó mình cũng hay mua ở đó thật. Thời gian thì cũng như bình thường, nói chung như mình nói tất cả các dịch vụ ship hàng mình thấy thời gian giao hàng tức là các thứ nó đều ná ná nhau cả, tiền ship nó cũng ná ná nhau hết. Thế nên dịch vụ nào bạn thấy nó hợp, nhiều khi nó gần nhà hay là gì đấy thì cứ lựa nó thôi, chứ chẳng cần thiết phải là to hay nhỏ hay cái gì, dịch vụ nào cũng được tùy. Thế nên mình chẳng recommend ai vào đâu, mình chỉ hay mua ở bên Sen Order thì mình hay mua ở đấy. Thế nên một số bạn bè hay là anh em gì đấy thấy mình hay mua ở đấy, thế là cũng có qua đấy mua. Và sau này lúc mà mình làm ở bên Sen Order thì thỉnh thoảng cũng hay gặp nhau, thì thỉnh thoảng tụi nó cũng lên văn phòng để nhận hàng thì mình cũng chỉ xuống chém gió các kiểu lắm, các chú ngồi nói chuyện chém gió phần phật. Mình nhớ mình làm ra được khoảng như một gần một năm thì nghỉ. Thật ra thì mình nói nghiêm túc thì tất cả những cái vấn đề mà nãy giờ mình nói á, dịch vụ nào họ cũng muốn làm tốt. Ví dụ như là giải quyết đơn sớm cho khách, trả lời comment của khách, tình ship các kiểu, thì nói chung tất cả mọi thứ đều nhanh gọn hơn, hạn chế tình trạng vỡ hàng, mua nhầm hàng, sai hàng, lạc hàng, thông thương các thứ cho nó tốt á, thì gần như tất cả các dịch vụ nào họ cũng đều muốn như thế cả. Nhưng mà vì lý do A, lý do B, lý do C, nói chung là đổ lỗi cho hoàn cảnh thì vẫn chưa làm được. Thì thế chính vì vậy á, nó mới có cái dịch vụ gọi là tốt và dịch vụ không tốt, chứ còn thật ra thằng đéo nào cũng muốn tốt cả thôi, nhưng mà một thằng làm được và một thằng là không được hoặc là chưa được. Thời điểm mình làm thì thật ra tất cả những cái vấn đề mà mình muốn dịch vụ nó tốt hơn á thì cũng có đều ngồi thảo luận, đều muốn vậy, và đều như mình nói á, quan điểm của mình là một người đi mua hàng, mình cực kỳ ghét cái chuyện mình tạo một cái đơn hàng mà sau đó 10 ngày sau mình nhận được các thông tin là hàng hết hay là lạc hàng rồi trả lại tiền. Bạn có thấy câu chuyện đó buồn cười không? Cái thằng nào đi mua một sản phẩm 10 ngày sau mới phát hiện ra một chuyện đó là hàng không có nhận được, và nó đấy cần nó đấy chuyển khoản lại tiền. Người ta đã đi mua hàng thì có ai cần cái chuyện trả lại tiền, đúng không? Chẳng hạn như thế. Thì mình nói cái vấn đề lạc hàng mất hàng là bình thường, nhưng mà cố gắng xử lý sớm. Ví dụ như 3 ngày mà không nhận được hàng á, từ lúc thằng shop mới giao hàng mà 3 ngày mà không nhận được hàng là cần phải có vấn phải để xử lý rồi, thông báo cho khách hay là cái gì đấy để cho khách họ có biết và họ chuẩn bị. Ví dụ như họ mua một cái sản phẩm này để về, ví dụ như bây giờ mình ví dụ đơn giản là họ ráp một cái dàn KPC đủ linh kiện rồi, chỉ thiếu con CPU, và đặt con CPU từ Trung Quốc về và đặt thông qua dịch vụ, và đặt xong thì vẫn thấy bình thường, vẫn thấy thanh toán, vẫn thấy đã ship hàng, vẫn thấy đã nhận hàng, và đã thấy về Việt Nam, và đến khoảng chừng 10 ngày sau thì nhận được thông báo là không nhận được hàng, em trả lại tiền. Hỏi cái thằng nào mà nó không nổi điên, đúng không? Đấy, thế nên ngày xưa mình mua hàng mình gặp rồi, gặp tình trạng rồi, thế nên mình rất là mong muốn là để xử lý những cái tình huống đấy nó hạn chế bớt đi. Tại vì nói chung thì nói dịch vụ họ cũng vì những lý do bất khả kháng á, chứ cũng chẳng thằng nào mà muốn nhận tiền xong rồi đi mua, cũng phải mất thời gian mua, cũng phải mất thời gian ngồi nói, cũng phải mất thời gian kiểm hàng các kiểu, xong rồi phát hiện ra là không có cục hàng đấy, và đã lại tiền cho khách đấy, thì kiểu gì nó cũng lỗ tiền, nó cũng tốn công làm cả. Thế nên cái chuyện đó thì cũng không ai muốn, nhưng mà như mình nói nó phải là cái thời gian xử lý nó phải là sớm cho người ta, không thể nào để cái chuyện mà 10 ngày sau mới thông báo được như vậy thì nó quá tệ đi. Nhiệm vụ mà nó 10 ngày sau nó mới xử lý được cái đơn thì chắc là dịch vụ nó tệ quá, mình nói thật luôn á. Mình đang chém gió hàng xay thì mình thấy có một bạn nhảy vào, và mình vừa mới nhìn thấy số 1, mình đang ngồi ngắm nghía cái thằng nào nó vào đấy thì thấy nó quýt mẹ nó ra rồi, giận là mình không nói nữa, mình hút đi thuốc đã. Ok.
Thì mình quay lại với cái công ty cũ của mình xem nào. Đó, thì thật ra thì cái để thời điểm mình làm là cách đây mình nghỉ làm cách đây 1 năm, và mình làm 1 năm có nghĩa là cái chuyện mà mình nói là cách đây 2 năm. 2 năm trước là mọi người ngồi với nhau là cũng đã nói chuyện là muốn thay đổi giao diện cho cái vấn đề gọi là UI ấy, nó trực quan hơn và nó dễ hiểu hơn. Tức là bạn vào trang chủ, bạn sẽ thấy tất cả các hướng dẫn từ tạo tài khoản, đăng ký tài khoản, đặt hàng như thế nào, các bước, gạt đầu dòng. Tức là bạn chỉ cần vào trang home là bạn có thể đi được tất cả các bước khác mà bạn mà cần thiết để làm. Các thông tin hướng dẫn gì đấy, chuyển khoản các kiểu ABCD gì đấy, tất cả các thứ đều trên đây hết. Và lúc bạn có tài khoản xong, bạn có thể biết được tình trạng đơn hàng, tình trạng mã hàng, tất cả các thứ. Nói chung là nhìn cho nó rõ ràng cụ thể. Chứ tại vì thực tế thì hiện tại bên bên CNR họ vẫn bị cái tình trạng là coi không được tiền. Thật ra thì rất là khó. Mình ngày xưa mình làm thì mình hiểu cái vấn đề về shop, về quản trị, thế nên nó cũng đỡ. Mình coi mình có thể hiểu được mình đang nợ bao nhiêu tiền. Còn 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 bây giờ thông tin của khách á, họ chỉ để mỗi cái dấu trừ và dấu cộng thôi. Thế nên mình bao lâu là những người mà lần đầu tiên dùng cái hệ thống ở trên web, ở trên CRD rất là khó để biết được tài chính của họ như thế nào. Ví dụ như tài chính của một người đang thừa tiền, tức là ví dụ bạn bạn nằm vào 1 triệu, bạn mua món hàng 500 ngàn, thì về lý thuyết bạn chỉ phải đặt cọc 50%, có nghĩa là bạn đặt 250 ngàn thì là bạn còn 750 ngàn để mua hàng tiếp. Ok, mình không biết nếu mà bạn nào không mua hàng Taobao thì bạn có hiểu mình nói nãy giờ cái gì không. Bạn có 1 triệu, bạn nạp vào tài khoản, bạn mua món hàng 500 ngàn, bạn đã gặp 50%, tức là 250 ngàn. Thì 1 triệu trừ 250 ngàn còn 750 ngàn, tức là bạn còn 750 ngàn để mua sản phẩm tiếp theo. Nhưng mà cái vấn đề cái hệ thống ở trên CNR nó lại hiện là cần nạp để mua lấy hàng là dấu trừ và số 700. Bạn nhìn vào thì mình thà là mình đấy hiểu con mẹ gì luôn. Đấy, dấu trừ có nghĩa là bạn đang còn dư. Thì sau này mình có làm việc với một số người thì phải chỉ lại, gọi là chỉ lại, thì cũng phải chỉ cho họ cái là lúc mà hệ thống nó hiện dấu trừ có nghĩa là khách đang còn dư tiền, còn khi nào mà lại dấu cộng có nghĩa là khách đang thiếu tiền. Nó rất là khó hiểu luôn. Thì mình không hiểu ngày xưa cái ông nội ông code cái trang này, ông nghĩ cái gì mà ông làm như vậy nữa, dùng có mỗi dấu trừ với dấu cộng. Còn nội dung tức là khách, ví dụ như khách còn thừa tiền thì nó ghi chữ khách thừa tiền giùm tôi một cái, còn khách thiếu tiền thì nó ghi chữ khách thiếu tiền đi, nó không ghi mà nó dùng dấu cộng và dấu trừ, sau đó nó ghi là cần nạp để mua lấy hàng và dùng dấu cộng dấu trừ đấy để cho người ta tự hiểu là dấu trừ là khách còn thừa tiền và dấu cộng là khách đang thiếu tiền. Bây giờ mình nhớ lại thằng à mình nhớ là tên nó Trung Trung mình nhớ lại anh Trung mà mình vẫn cứ bực mình tại sao 2 năm hơn rồi, 2 năm rồi. Tức là trang web thì mở đó trước đó khoảng chừng gần một năm, tới bây giờ là 2 năm rưỡi hơn rồi mà vẫn chưa xử lý xong cái này. Không thể nào kêu là chậm hay là không có thời gian đâu, 2 năm hơn rồi mà còn không làm xong thì làm gì kêu là không có thời gian nữa. Nhưng mà được một cái hay á, mình không biết có nên gọi là hay không. Thật sự luôn là mình không biết có nên gọi là hay hay không. Nhưng mà tại sao một cái hệ thống rất là lớn, có thể là bạn nghĩ một cái trang web bình thường, nhưng bạn hình như nó giả nên một người một tài khoản trung bình, một ví dụ như một tuần hoặc một ngày tạo 1-2 cái đơn rồi nó phải select query rồi search rất là nhiều thông tin ở trên database. Mà rất hiểu tại sao nha, mình vào không bao giờ mình thấy cái trang trang chủ nó chậm. Đây là một điều mình phải khen. Mình phải khen ông coder nhà mình cũ ngày xưa, ông code và ông config ở mảng server rất là tốt. Rất ít khi nào mình thấy nó bị chậm, trừ trường hợp lúc mà thằng gọi là data center, hình như mình nhớ thôi có Viettel hay sao, Viettel nó thay RAM, nó thay ổ cứng hay nó thay cái gì đấy thì sập 2 ngày, sập nửa ngày 2 ngày gì đấy thì có. Nhưng mà sập đó thì bất khả kháng thì không bàn. Còn lại trường hợp mà nó chạy á, mà nó bị chậm là khách là hiếm. Mình chạy 24/24 thì mình chưa bao giờ thấy nó bị chậm cả.
Đây là một điểm mà mình nghĩ là đáng khen ngợi. Tại vì thực tế thì mình có cũng có làm cái trang bbk.net đó. Một cái lớp bé tí, một cái lớp bé cực kỳ, một ngày chắc được 30 người vào xem. Mà có những thời điểm mà mình thấy nó vẫn chậm, nó vẫn chưa hài lòng ý mình á. Thì anh hình dung đơn giản những cái trang mà nó to hơn như vậy mà họ vẫn có thể xử lý được về cái mảng, về cái vấn đề đấy thì mình nghĩ là ổn. Đấy. Thật ra thì trừ cái điểm đấy mình khen được ông có đời nhà mình, ông Trung nhà mình thôi, còn lại thì mình ít khen được cái gì. Gặp là mình chỉ muốn bật tai thôi, phải bố tỏ thiên địa không. Thà là nhờ thằng Trung á, tức là nhờ ông Cốt trên sân ở đời á, mà anh em mệt vãi cái lồn ra, mỗi lần mà hàng về ngồi tính ký cho sản phẩm là thấy thương luôn. Trời ơi, nhập cái số ký vào là thấy thương. Trong khi ngày xưa là mình nhớ họ đã có cái à, những cái này cũng không không cách nào làm được. Nó là bằng tay. Mình hồi đầu mình cứ nhớ là ký có thể dùng súng bắn, nhưng mà mình quên rồi. Súng thì nó bắn mà vạch thôi, mà vạch thì nó ra được đơn hàng thôi chứ nó không ra được ký. Ký bắt buộc phải cân. Cân xong thì phải nhập bằng tay vào cái tiền tiền ký, ví dụ như là cái đó nó 5 ký thì phải nhập số 5 vào vào hệ thống thôi, chứ không thể nào mà cầm cái súng bắn phát mà ra được cả ký được. Vậy thì thành thánh lắm rồi. Thì đấy, nói chung là nó thật ra công ty cũ, thật ra thì nói về CNR hay nói về số đỏ thì nó cũng đã ná nhau thôi. Đều là dịch vụ xếp hàng, nhưng mà thuần tí nói về website á thì số đỏ tốt hơn rất nhiều. Thuần tí về cái giao diện website mà ở plugin ấy, ở cái mảng mà user nhìn thấy ấy, đó thì SEO đỏ làm rất tốt, gần như là hoàn hảo theo ý của mình nghĩ vậy. Còn bên CNR thì ra thì cũng không biết gọi là nó đơn giản như vậy là tốt hay là không tốt nữa thiệt. Nhưng mà mình dùng cũng quen rồi, cơ bản là mình trước trước khi mình làm ở Canada mình cũng mua khoảng chừng nửa năm hay gần năm, sau đó mình lại làm một cả một năm nữa, thế nên mình cũng nhìn cũng quen, thế nên bây giờ mình thấy cũng được. Kiểu đơn thuần gọi là quen thôi, chứ thật ra cái thì giao diện của nó rất là tạ, tại vì rất là khó để mà tìm kiếm cái gì. Nhưng mà mình nghĩ chung quy á thì một người khách hàng, cái UI đấy thì thật ra nó chỉ là cái giao một phần thôi, nhưng mà thật ra cái khách hàng mà muốn mua ở những dịch vụ ship hàng thì họ vẫn muốn là hàng về nhanh, ít ít bị sai số lượng, sai mẫu mã, sai màu sắc và ít bị tình trạng vỡ. Còn cái chuyện chậm thông quan thì một năm nó sẽ chậm thông quan vài lần, hay là một năm lạc hàng, trễ hàng vài lần thì chuyện nó bình thường, nhưng mà hạn chế bớt thôi. Thì mình nghĩ khách hàng nào cũng mong muốn chuyện đấy cả, dịch vụ họ cũng muốn thôi, chứ chẳng có thằng nào với thì nói sao thì nói, hàng nó về giao hàng cho khách thì khách mới trả 50% tiền còn lại thì mới có tiền để mà đi mua tiếp hàng khác, đúng không? Thì tiền nó phải xoay vòng, thế nên hàng mà nó không về thì thằng dịch vụ nó cần méo mồm hơn là thằng khách cơ. Mình ví dụ đơn giản là cứ một kiện hàng á là khoảng chừng ví dụ thôi nhá, mình cũng không phải chắc chính xác nhưng mà mình kể ngắn đi. Ví dụ cứ một lần hàng về là một khoảng chừng giá trị, tổng giá trị là khoảng chừng 100 triệu đi, nó sẽ có rất nhiều món hàng, từ những món hàng cao một tí là 5-7 triệu, cho tới những món hàng thấp một tí ý là vài trăm ngàn, hay là tới những món hàng rẻ bèo giá vài tạ. Thì đấy, thì thường shop dịch vụ mua hàng họ chỉ lấy trước 50% giá tiền thôi, chỉ có hàng Mỹ nó mới dám lấy 100% thôi, chứ thằng không có thằng nào mà ship hàng Trung Quốc mà dám lấy quá 50%. Bây giờ thì mình nghe nói là có những dịch vụ họ lấy 70%, nhưng mà mình không biết, nhưng mà mình thấy vẫn 50% là nhiều thôi. Thì lấy 50% giá tiền, thế nên lúc mà hàng của bạn nó chưa về có nghĩa là dịch vụ họ vẫn phải đang ôm 50% giá tiền của món hàng đấy, thế nên họ cũng nóng ruột như bạn thôi. Hàng của bạn chưa về, bạn nóng ruột, ok, thằng mà thằng dịch vụ nó cũng nóng ruột, tại vì hàng nó không về thì nó không có tiền, tại vì nó phải bỏ 50% cơ. Ví dụ bạn mua món hàng 10 triệu, bạn bỏ 5 triệu ra trước, dịch vụ họ bỏ thêm 5 triệu, và bạn cứ hình dung đơn giản nó có chừng 20-30 người khách như bạn á, thì dịch vụ họ 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 phải gom vốn vào đấy gần 100 triệu rồi, nó cũng khá là nặng, thế nên hàng về trả thì dịch vụ họ cũng đối lắm. Nhưng mà
thì cái chuyện họ đuối, họ đương nhiên họ phải đuối là dịch vụ thì họ có tiền vậy mà họ mới có tiền dịch vụ chứ, không thể nói làm gì. Nhưng mà vấn đề là khách hàng, mình quan điểm khách hàng đi, ở đây mình đang nói nãy giờ là quan điểm khách hàng, về trễ hay về sớm hay thế nào ông phải báo tôi một tiếng để tôi có chủ động để tôi sắp xếp thời gian. Ví dụ như hàng bình thường 7 đến 10 ngày về, bây giờ nó về trễ thì ông phải thông báo cho tôi một tiếng để tôi biết, tôi báo lại cho khách của tôi hoặc là tôi báo lại cho Rosec. Vấn đề của Rosec hay là cần hay là kẹt quá hay tôi chạy ra đường tôi mua đại một sản phẩm nó mắc để tôi xài trước cho project của tôi biết đường tôi xử lý hay thế nào đấy. Còn bây giờ ông không nói con mẹ gì cả, hàng bình thường 5-7 ngày về, bây giờ 10 ngày chưa thấy về, ông cũng im re. Và khi lúc mà tôi hỏi ông thì ông mới trả lời là hàng về trễ thì rất là bực đúng không? Đấy thì nhưng mà nói thế mình cũng chỉ mong muốn những dịch vụ ship hàng á, họ chủ động cái vấn đề thông báo như vậy để cho khách hàng họ có thời gian để họ xử lý. Chứ bị tại vì dịch vụ họ sẽ biết được hàng của họ về trễ hay là về sớm hay là về được hay không về được. Đó, dịch vụ họ sẽ biết được. Mà bây giờ họ không thông báo thì nói chung anh em sẽ mệt. Thế nên thường thì mình thấy dịch vụ nào họ thông báo rõ ràng cụ thể thì mình xài. Mình nói thật đấy, tại vì cái chuyện trễ là bình thường. Thế nên thỉnh thoảng họ bị trễ thì bình thường lắm luôn. Thế nên mình cũng chỉ cần họ thông báo thôi. Ví dụ như hàng trễ thì báo cho tôi biết là hàng về trễ để tôi sắp xếp. Chứ đó thì kệ đó. Còn tiền phí thì các kiểu thì mình đối với mình thì mình thấy trước giờ dịch vụ đều như nhau cả. Chung quy thì như mình hay nói đó, phí khoảng chừng từ 3-5% tiền món hàng, tiền ship không bàn, tại vì tiền ship shop thu không bàn, tiền ký dịch vụ thu không bàn, tại vì tiền ký thì thằng đế nào cũng phải trả thôi đấy. Nhưng mà mình nói phí mua hàng á, thì nó ở khoảng 3-5%, thì đấy thì gần như dịch vụ nào cũng có quanh khoảng đấy cả. Dịch vụ nào thì cũng quanh khoảng cả, thế nên bạn muốn mua ở đâu cũng được, bạn có thấy ở đâu nó phù hợp với bạn, nó gần nhà hay là cái store, ví dụ như bạn ở Hồ Chí Minh đi và cái store đó nó gần nhà bạn thì bạn cứ kiếm cái store gần nhà mà mua cho nó nhanh, nó về đến kho bạn qua lấy cho nó tiện. Kiểu thế. Chứ còn dịch vụ nào cũng như nhau cả, đa phần thôi nhá. Vẫn có những dịch vụ nó nhỏ quá, tức là dịch vụ nó nhỏ quá, nó không không thể nào mà có tiền mà nó thuê kho á, nó phải thuê gọi những cái dịch vụ to hơn. Ví dụ như những dịch vụ mà ít ở đâu không biết, ví dụ như mình đây, mình muốn làm dịch vụ thay vì mình phải thuê một cái kho mình không có tiền, mình sẽ thuê qua cái kho của xe nào đời, ví dụ vậy đi. Hàng của mình sẽ thanh toán và mình gửi về xe nào order và mình đã tên riêng. Ví dụ như mình thay vì mỗi lần hàng của xe nào order và nó có chữ CNO đi, ví dụ vậy để biết hàng của xe nào order. Còn bây giờ hàng của mình thì nó sẽ đại diện là BBC để chẳng biết hàng của mình, và cứ hàng của mình về thì nó tống một bao, sau đó nó gửi thẳng tới địa chỉ nhà mình, sau đó từ nhà mình lại phân cho các khách của mình, ví dụ vậy. Thì đó, có một số dịch vụ họ nhỏ quá, họ không đủ tiền làm to thì họ bắt đầu là khởi điểm nó thấp thấp như vậy thôi. Họ sẽ thuê thuê chung kho ở những cái dịch vụ to hơn. Thì nó bình thường mà. Bây giờ ship hàng Mỹ cũng vậy thôi, nhiều dịch vụ họ bé quá thì mẹ dịch vụ nó có một thằng nó làm từ đầu đến cuối ấy, nhận đơn hàng, ship hàng, mua hàng, tất cả đều là một thằng làm hết. Thế nên nó bé tí à, nó chắc một ngày được 2-3 thằng, 50 thằng khách là cao. Đấy, thế nên nó cũng gửi nhờ những cái dịch vụ to. Ví dụ như cái dịch vụ to nhất mà mình đang biết á, ship hàng Mỹ á, là Hải Trung, Hải Trung Shipping. Mà và thật ra thì mình cũng chỉ biết mỗi nó thôi. Thì mình thấy rất nhiều người dịch vụ nhỏ khác là đều ship thông qua họ, gửi hàng tới họ. Tại vì họ, ví dụ như mình mua một kiện thì tiền ký nó cao, tại vì nó có chơi 1-2 ký thì nó cao. Nhưng mà nếu mà người nào đó có 5-10 khách, tổng ký của họ lên 10 ký, 20 ký đi, thì họ sẽ được giá giảm xuống và họ ăn tiền trên lệch đấy. Ví dụ như Hải Trung thường là sẽ tính 8 đô cho một ký hàng nhá. Thì đối với 20 ký hàng thì họ sẽ tính 6 đô chẳng hạn. Đấy thì cứ 1 ký là được 2 đô rồi, 20 ký là được 40 đô rồi chẳng hạn như thế. Và nếu ngày nào cũng được 20 ký hàng thì cũng cũng ấm rồi, 40 đô là được. 40 đô là gần được 1 triệu đô còn gì nữa. Đấy, bạn cứ hình dung đi. Chỉ việc không cần làm gì hết, ở giữa thôi, ăn tiền ship thôi, ăn tiền gọi là ký thôi mà đã thấy ấm rồi, chứ chưa cần phải nói tới chuyện mua hàng, lời tiền hàng các kiểu ấy.
Chỉ nổi tiền mà ăn ăn tiền chênh lệch tiền ship thôi đã thấy sướng rồi. Ok thì từ nói chém gió chắc mình chém gió cũng về dịch vụ chắc cũng hết rồi. Mấy dịch vụ khác thì có nhiều dịch vụ, nói chung có rất nhiều dịch vụ xếp hàng tao bao tại vì nó rất là dễ, thật sự á. Mở một cái dịch vụ xếp hàng tao bao nó dễ bỏ mẹ nó luôn. Nhất là những dịch vụ mà kiểu như mình nói nó nhỏ và nó chỉ cần thuê thông qua một cái dịch vụ to khác làm tất cả các thứ cho nó ở giữa thôi và nó ăn tiền chênh lệch thôi. Thì nó rất là dễ. Ừ, thế nên nó mọc lên như nấm ấy. Mẹ, bà sạch cái từ khóa ship hàng Trung Quốc ở trên mạng thôi là nó ra cả một rừng. Mình thì mình vẫn hay ship ở bên xe nọ đà với số đỏ thôi. Chứ mình cũng không thật sự là mình cũng không có rảnh để mà đi sạch thêm những cái dịch vụ khác nữa. Tại vì giá thì easy. Chất lượng thì mình nghĩ không hẳn là dịch vụ nhỏ họ sẽ thua dịch vụ to. Tại vì như mình nói dịch vụ nhỏ đôi khi họ sẽ có thời gian để chăm sóc cho khách hàng tốt hơn. Nhưng mà như mình nói mình lười quá. Không nghĩ nào chỉ vì mua một cục hàng mà phải đi thử thêm dịch vụ khác. Chẳng ai làm gì. Thế mà tiền hàng, tiền dịch vụ cho những cái dịch vụ ship hàng Trung Quốc thì nó đã rẻ lắm rồi. Thế nên mua đâu cũng được. Đấy, thế nên gần như mình cũng chỉ dùng xe nở đờ với xe đỏ thôi. Mình có tạo khá nhiều tài khoản ở những trang khác nhưng mà mình ít khi nào nạp tiền vào để mua. Tại vì thấy nó cũng là ná nhau cả. Ship hàng Mỹ thì thực tế thì mình bây giờ chắc mình tin tưởng mỗi hãng chung thôi. Tiền ship mắc hơn hay rẻ hơn hay gì cũng cả. Ship hàng chung cho nó nhanh. Còn ship qua những cái dịch vụ nhỏ lẻ khác á, đôi khi có thể tiền ship nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà mình không tin tưởng lắm thiệt. Tại vì một phần là mình cũng chủ động rồi, cái hàng mà mình thấy nó nhẹ nhẹ 1-2 kg á, thì mình ship ở Mỹ thôi. Ví dụ như cần mua ở Mỹ mà nó 1-2 kg thì mình mua thôi, chứ hàng mà 20 kg sao mua ở Mỹ được đấy. Thế nên 1-2 kg mà bạn tăng thêm 2-3 đô tiền ship thì nó cũng chẳng làm gì đúng không, tiết kiệm cũng không biết làm gì. Mà mình thích ở Hải Trung á là họ ship hàng, họ có bill cho mình mua xong một phát, mình gửi đơn hàng nhá, mình chuyển khoản xong họ mua hàng cho mình. Việc đầu tiên là họ sẽ gửi cho mình cái bill order qua mail, tức là cái trang bán hàng á, nó sẽ gửi bill về cho bill order về cho người mua là Hải Trung sẽ gửi cái bill đó về cho mình để mình xem xác nhận trước là xem cái đúng bán hàng đúng các thứ hết không đó. Ok hết xong đến lúc hàng chuyển về Việt Nam, chuyển về Hồ Chí Minh, sau đó từ Hồ Chí Minh chuyển về nhà mình, tức là từ Hồ Chí Minh đi tỉnh, thì đợi mình mua thì mình mở ra coi thì mình thấy có cả bill bill giấy nữa, bill giấy từ shop lúc mà họ bán hàng họ gửi cho mình đấy. Thì bạn vừa có bill email vừa có bill giấy như vậy thì rất là tiện để lúc mà bạn đi bảo hành đấy. Tại vì có một số sản phẩm bạn chỉ cần email cho hãng nói là sản phẩm ta bị hư thì hãng không bắt buộc phải gửi ngược về hãng nữa. Tại vì đôi khi sản phẩm ấy nó rẻ quá hoặc là nó nhìn nó biết hư mẹ rồi thì nó không cần phải gửi về về hãng làm gì, nó sẽ gửi trực tiếp cái sản phẩm mới về thẳng cho mình luôn đấy. Thế là mình cái vấn đề bảo hành của mình nó sẽ đỡ rất là nhiều đấy. Thế nên mình cũng khá thích bên Hải Trung ở chỗ đấy, chứ mình dùng những dịch vụ khác á, thì không thấy bill biết con mẹ gì cả. Không thấy bill biết gì hết, thậm chí giá cũng chẳng hiểu họ mua giá nào, không có cái gì hết để mà ngồi nói chuyện với nhau. Thậm chí lúc bảo hành cũng thấy, nói chung tất cả các thứ mọi dịch vụ khác mình thấy rất phiền lắm. Thế nên thôi, Mỹ thì mình cứ Hải Trung, shipping, xong. Trung Quốc thì mình cứ xéo đỏ, xe order cho nó nhanh, xong. Còn bạn là Nhật, Nhật, Nhật hoặc Hàn Quốc, thỉnh thoảng mình cũng có vài thứ mình muốn mua. Nhưng mà chắc cả cuộc đời cần mua 2-3 lần. Thế nên lần nào cần mua hàng Nhật hay là hàng Hàn gì đấy, thì thôi kiếm bố để đứa nào phi công hay là tiếp viên gì đấy ở kêu mà nhận hàng giùm ăn cho nó nhanh. Tại vì bà con mình làm ở sân bay nhiều lắm. Khi nào nó bay qua đến
nhặt hay là nó bay qua hàng thì nó thì kêu nó đi mua hay là nó nhận hàng giùm cho nó nhanh, khỏi phải mất công kiếm nhiều ship hàng. Mình có một con em gái, mình đã hiểu tại sao, tại vì con bé nó lại thích là tiếp viên hàng không, để hiểu nó coi cái bộ phim có tiếp viên hàng không hay không nữa. Nhưng mà lúc nhỏ sẽ nghĩ nó làm việc khác cơ, không nghĩ nó làm tiếp viên hàng không, mà mình nghĩ cái đó cũng khó tại vì vừa cần học giỏi, vừa cần chiều cao, vừa cần nhan sắc một tí nữa, không thể nào xấu được, tiếp viên hàng không ai cho xấu, ít nhất còn phải giả coi chứ đúng không, ngoại ngữ cũng phải tốt. Mà mình nhớ thì con em mình thì nó đéo được. Thật ra thì mình cũng đéo biết quan điểm đẹp bây giờ đối với tụi nhỏ như thế nào, nhưng mà mình thấy con em mình nó cũng bình thường. Tiếng Anh của nó thì mình không rõ lắm tại vì mình chưa bao giờ nói chuyện tiếng Anh với nó hết. Mình cũng đéo hiểu luôn. Sau đó đùng một phát tự dưng cái năm nào đấy mình quên rồi, nghe tin là nó đi thi, à nó đi đăng ký ở trong Việt Việt Nam Airlines mà nó đăng ký được, biết sợ chứ. Ông anh mình đang làm ở trong sân bay, ông nói là cũng 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 ông nói luôn đó là nếu mà tự xin vào nhờ vả kiểu á là phải trung bình từ 700 triệu tới 1 tỷ á thì mới được vào làm tiếp viên á, tức là xin vào để được làm tiếp viên hàng không ở trong mình không chắc được là hãng nào thôi, mình không chắc được cái đó, nhưng mà mình nhớ giá trung bình là 700 cho tới 1 tỷ thì mới được xin việc vào làm tiếp viên hàng không. Và thế là còn nên nói chung là bà con hay ngồi ghẹo kêu là con em nó tiết kiệm được cho ông chú đâu hơn 700 triệu rồi, tại vì đi làm được tiếp viên là hàng không là coi như là bắt được 700 triệu thì đi xin vào rồi, nếu mà tự đi vào được á là tiết kiệm được như vậy rồi. Thế nên mình cũng không hiểu lắm tại vì thật ra cái ngành nghề mà gọi là tiếp viên hàng không với lại ở trong sân bay á thì theo mình nhớ là gần như con ông cháu cha cả. Ông anh mình ngày xưa là bà bác là ở trung ương gì đó, thường xuyên tiếp chủ tịch nước, rồi phó chủ tịch nước, rồi chủ tịch tỉnh các kiểu ấy. Thì nói chung là vai vế các kiểu to thì mới xin cho ông anh vào làm ở trong sân bay được, xin mà không tốn tiền á, nhưng mà cũng phải nhờ nhiều mối quan hệ rất là nhiều. Và ông anh thì 2 năm đầu tiên ông làm ông khóc như thú, ông khóc như thần luôn, mỗi lần cuối tháng đầu tháng là ông khóc như thần, khóc mà ông khóc mà không được ai khóc luôn á. Ông kêu là tụi nó làm ở trong sân bay á thì đa phần là con ông cháu cha hết rồi, thành ra tiền tụi nó như quân nguyên ấy, tụi nó làm không cần tiền. Thế nên mỗi bữa nhậu thì kiểu như lương 8 triệu đi, mỗi lần đi nhậu 20 triệu 30 triệu là thường. Thì nó nghe thì mình nghe xong mình cũng cười thôi, nói gì bây giờ. Thì biết như thế thì biết như thế thôi chứ sao, có giải quyết được gì đâu. Mà ông nói bây giờ không biết nào mỗi lần đi nhậu để tụi nó trả hết. Lúc thì thằng này trả, lúc thằng kia phải trả chứ, không biết nào thằng nào cũng không biết nào lần nào của tụi kia trả. Thế là có những tháng mình thấy ông vừa đã lên sau đó sạch bách thì nó dẫn tôi cái đi đi ăn chơi gì đấy. Nói chung 2 năm đầu tiên của cậu đi làm ở sân bay thì cô khóc kinh lắm, khóc gần như là khóc khâu nước mắt. Bây giờ thì thấy đã rồi, bây giờ thì thấy không còn khóc nữa. Đấy, nói chung thế. Mẹ chém gió một hồi, để biết sao lạc sang cái vụ sân bay nữa. Mà thiệt, cái con em gái của mình nó làm ở sân bay mà nó chưa bao giờ mua cho ông anh nó, tức là mình đây, được một cái gì hết. Mà mình nhớ lại, hình như mình cũng chưa mua cho nó cái gì. Thôi cả, coi như hòa đi. Nhưng mà mình giận chứ, mẹ cái thể loại gì mà nó đi nước ngoài thường xuyên, nó đi Hàn, đi Nhật, đi Trung Quốc, đi Đài Loan, đi đủ các nước mà đéo thấy nó mua cho mình cái gì hàng quốc gia để về tặng mình. Thật sự thì ban đầu mình cứ nghĩ là tiếp viên nội địa thì mới dễ, tức là đi ở trong nước Hồ Chí Minh Hà Nội, Hồ Chí Minh Đà Nẵng, Đà Nẵng Hồ Chí Minh, đó sẽ tính như vậy. Mình nghĩ là năm đầu hay là 3 4 năm đầu thì chỉ được đi như vậy thôi, chứ ai cho đi tuyến quốc tế. Là quốc tế là Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Đài Loan, Việt Nam Nhật, Việt Nam Hàn, Việt Nam đấy. Thì mình cứ tưởng là phải làm nhiều năm thâm niên các kiểu thì mới được cho đi cơ, không thì cũng phải quan hệ rộng các kiểu thì mới mới được. Mà mình cũng rất hiểu là sao con em lại được lại không đi tính ở trong nước mà là toàn đi tính nước ngoài thôi. Thì ngồi nói chuyện hỏi thì nó kêu là tuyến nước ngoài đang thiếu người ghê lắm, gần như nó bây giờ nó phải đào tạo liên tục,
tuyển liên tục để có người để mà đi á. Thì mình nghe thế mình cũng chứ mình biết mẹ đâu. Mình ra sân bay mình chỉ biết mỗi ra chỗ lấy vé, xong rồi từ lấy vé đến nhà chờ, từ nhà chờ ra sân bay. Mà lần nào mình đi máy bay mình cũng để máy bay nó gọi mình hết á. Tại vì thật ra thì mình không có muốn ì hay là nhây với tụi nó, nhưng mà bố tổ thiên địa nó hẹn mình ở cổng số 5, mình đứng cổng số 5 mình chờ. Mà chờ hoài đã thấy tụi nó xếp hàng hay là đã thấy tụi nó dựng bảng gì hết. Xong đùng cái tụi nó kêu mời anh Hoàng Thanh Bình đi vào cổng số 7. Má ông nội thiên địa tôi là sao tôi biết được chuyện đấy, đúng không? Thì mình ác là số 5 và khoảng nó kia là còn khoảng chừng 45 phút nữa bay. Ok thì mình chạy ra phòng chờ. Phòng chờ nó sẽ có phòng hút thuốc thì mình vào đó mình hút thuốc. Mình hút thuốc đó khoảng chừng 5 10 phút hay 15 phút gì đấy thì còn 30 phút nữa. Ừ. Thì thường là mình sẽ lên máy bay trước 15 phút thôi. Thì còn 30 phút nữa mình mới quay lại phòng chờ thì có thể là họ thông báo vào cái thời điểm mà mình đi. Nhưng mà thì đấy ở thì kiểu vậy, thế nên lần nào mà đi máy bay mình cũng bị tình trạng là mẹ cả cái máy bay chờ mình. Tức là họ nhìn thông tin hành khách thì họ thấy là đã vỡ phòng chờ rồi. Nhưng mà đéo thấy lên máy bay. Thế là họ lại phải gọi thông báo. Như mình bị hai lần, cuộc đời mình bị hai lần. Thường là cũng lý do đó thôi, là họ họ chuyển lên, họ chuyển làn xếp hàng nhưng mà họ không báo. À không phải, không họ báo nhưng mà mình không nghe. Thường là vậy. Tại vì thông tin mà nó đọc ở sân bay nó đọc nhiều lắm, đâu có ai mà ngồi nghe hết được đâu, đúng không? Đấy, thế là thường quên. Còn để ý thế là cứ còn toàn vậy. Ok. Buổi live hôm nay đã đặt một kỷ lục, đó chính là lần đầu tiên trong cuộc đời mình có thể nói 2 giờ đồng hồ liên tục. 2 giờ đồng hồ liên tục, trước giờ mình nói 1 tiếng đồng hồ là mình xỉu mẻ rồi. Hôm nay là mình nói 2 giờ đồng hồ liên tục. Tuyệt vời. Mình ngưỡng mộ mình. Mặc dù mình phải ngừng đâu khoảng chừng 3 lần ở trong buổi live để mà ngồi hút điếu thuốc. Ok, thành quả hôm nay đó chính là có 5 người vào xem live, thậm chí là có tới 4 4 lượt bình luận, và thậm chí là có đến 2 người thả phán nọ và 1 người thả thích. Nói chung là so với mọi ngày là buổi live hôm nay là thành công rực rỡ. Tại vì những cái buổi live ngày thường á thậm chí còn không có ai coi, chứ đừng nói gì tới live với lại live với phán nọ. Ok, thì hôm nay ít ra là còn có phản nọ. Hôm nay còn được phản nọ và được comment đàng hoàng. Rồi, thế là buổi hôm nay thành công mà. Thành công rồi, ok. Cười lăn cười bò rồi, cười chết. Ok, thôi mình nghĩ là mình nên nên ngừng mình uống trà một mình thôi. À, nói hoài mệt quá. Ok, ngày mai mình sẽ nói chủ đề khác.